Thank you.
dương sáng vô thắng hào quang chiếu diệu sáng tỏa kỳ thiên đến nơi phật ngự đành để thế tôn rồi đứng một bên cung kính bên phân bằng lời kể rằng chữ tiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngài đi đi mừng hoan nghỉ dạy chúng con về phúc lân cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống thân vui kẻ thân rằng bận trí hiền cũng nhường mừng tôn đức là phúc lân cao thượng nào chú sư thiên thọ công đức trường đã làm chân chánh hướng từ tâm là phúc lân cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi kéo quân liền hồng tâm nói những lời chân chân là phúc lành cao thượng nếu con bằng sân thành chấm sông bờ và con sông bằng nghề thương thiền là phúc lành cao thượng bố thi hành đúng pháp dương nên làm nguyên thuộc không nói lầm là phúc lên cao thượng xả đi tâm niệm há tự chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính khiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận vô cánh thượng hóa thượng hiệp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xuống trầm năm mong bích hà giá. Là chương Phật pháp của Thác Thanh Ná trên Mao Thóc mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30. Giờ New York từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Giờ Paris 2 giờ 30 đến 4 giờ chiều, giờ Sydney 11 giờ tối. Đến 1 giờ sáng, con nhật mình thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ Năm, ngày 15 tháng 11 năm 2019, Giáo trình Trung Bộ Kinh, Majjhima Nikaya, bài 10, Kinh Niệm Xứ, Satipatthā Nasutta, từ câu 170 đến 174, sẽ được Thượng tọa Giác Đẳng giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo Nam Mô Bích Tha Giá. Còn kính nhân mít đến nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải. Vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi,
biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng tọa Minh Hạnh, đã từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, cảm ơn mọi người cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Hôm nay, thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2019, giáo trình Trung Bộ Kinh Mách Ma Giá bài một kinh niệm xứ Satipatthana Sutta từ câu 170 đến 174 sẽ được thượng tọa Giác Đẳng giảng giải. Dạ, con chưa có thấy được ngài Tỳ Siêu vào đạo tràng. Dạ, con cung thỉnh bàn tay của thượng tọa Giác Đẳng, tại vì hôm nay đại đức huy niệm không có vào đạo tràng được thượng tọa Giác Đẳng giảng giải, mà bây giờ cũng không có ngài Tỳ Siêu dẫn nhập. Con cung thỉnh thượng tọa Nam Mô Bụt Tha Giá, con kính dâng mít đến sư. Nó một thời gian kính trên lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, một trong những điều không đơn giản khi mà chúng ta tu tập, đó là có thể bấm chiếu nội tâm của mình, hay nói cách khác là đọc tâm tư của mình. Ông bà chúng ta có câu ca dao là giò sông giò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Lòng người tức là ở đây ông bà nói thành cái tâm của người khác. Tâm con người thì nó trí trá khôn lường, nhưng mà thật sự trong cái nhìn của Phật Pháp thì không phải tâm của người khác khó để quan sát, mà tâm của chính mình cũng trở nên rất là khó quan sát. Hôm nay là chúng ta bước qua phần tâm quán niệm xứ, tức là quầy quán tâm, và đây là đề tài tương đối nhiều điểm tế nhị. Mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh, và sau đó thì chúng tôi sẽ trở lại với bài giảng hôm nay. Hôm nay đại đức huy niệm bận, không có vào trong được. Không biết thượng tọa Pháp Đăng có thể giúp điều khuyết cho đại đức huy niệm không? Nếu mà thượng tọa Pháp Đăng có thể điều khuyết cho đại đức huy niệm thì thượng tọa còn hãy cho biết sơ sinh thượng tọa Pháp Đăng. Còn nếu thì tôi đang bận thì thưa quý vị, chúng tôi sẽ điều khuyên cho để được khuyên. Mời quý Phật tử đọc cho phần chánh kinh. Dạ, sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, như lời của thượng tọa Giác Đẳng, dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng có thể được thì cho con một tín hiệu để con đọc bài xong con sẽ thỉnh sư ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, con xin đọc phần chánh kinh từ câu chánh văn từ câu 170 ạ. Quán tâm kinh tâm Bích khu chích tề chích ta nước bác sĩ viharati được hiểu thế nào? Ở đây tỳ kheo với tâm có tham biết rõ tâm có tham, hay với tâm không tham biết rõ tâm không tham, hay với tâm có sân biết rõ tâm có sân, với tâm không sân biết rõ tâm không sân, hay với tâm có si biết rõ tâm có si, với tâm không si biết rõ tâm không si, hay với tâm thâu nhiếp biết rõ tâm được thâu nhiếp, hay với tâm tán loạn biết rõ tâm bị tán loạn, hay với tâm quảng đại biết rõ tâm được quảng đại, hay với tâm không quảng đại biết rõ
tâm không được quảng đại. Hai với tâm hữu hạn, biết rõ tâm hữu hạn. Hai với tâm vô thượng, biết rõ tâm vô thượng. Hai với tâm có định, biết rõ tâm có định. Hai với tâm không định, biết rõ tâm không định. Hai với tâm giải thoát, biết rõ tâm có thoát. Hai với tâm không giải thoát, biết rõ tâm không giải thoát. Như vậy, vị ấy sống quán tâm trên nội tâm, hai sống quán tâm trên ngoại tâm, hai sống quán tâm trên nội tâm, ngoại tâm, hai sống quán tánh sanh khởi trên tâm, hai sống quán tánh diệt tận trên tâm, hai sống quán tánh sanh diệt trên tâm. Có tâm đây, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, và vị ấy không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo sống quán tâm trên tâm. Biết rõ nội tâm bằng sự ghi nhận khách quan không liên hệ đến ngã chấp. Thí dụ tâm có định, biết rõ tâm có định, chứ không nghĩ tôi có hai, tôi không có định. Ghi nhận cả hai mặt của tâm, có tham hay không tham, vân vân. Chỉ đơn giản là sự tương phản, không có gì phải hạnh diệt hay bực bội. Cho dù tâm ở trạng thái nào, chỉ ghi nhận để nuôi dưỡng chánh niệm, chứ không cố ý tạo nên trạng thái ấy. Dạ con xin, con sai rồi, con đọc lại câu này. Dù tâm ở trạng thái nào, chỉ ghi nhận để nuôi dưỡng chánh niệm, chứ không cố ý tạo nên trạng thái này, trạng thái kia, ghi nhận biết rõ một cách đơn thuần. Một lần chỉ một thứ tâm hiện hữu, tâm ham muốn và tâm chánh niệm thấy được tâm ham muốn có thể làm hành giả bối rối. Kỳ thật thì khi quan sát tâm thì trạng thái bị quan sát thường biến mất trong khoảnh khắc trước, trở thành cảnh vừa qua. Với hành giả tu tứ niệm xứ thì cái gì vừa biến mất, giống như trong ngữ pháp là quá khứ hoàn thành hay quá khứ tiếp diễn, cũng nằm trong khung thời gian hiện tại. 171. Tâm quán niệm xứ được áp dụng thế nào? Ba trường hợp thường được các vị thiền sư hướng dẫn về tâm quán niệm xứ. Quán tâm khi một tạp niệm xuất hiện, đang niệm hơi thở, bất chợt một suy nghĩ về việc gì đó biến khởi. Hành giả ghi nhận quán tâm và nhanh chóng trở về với hơi thở hay đề mục đang niệm. Quán tâm với sự nhận rõ ý định, danh và hành động sắc. Thí dụ đang ngồi thiền muốn đứng dậy thì đi nhà vệ sinh, thì hành giả cần ghi nhận ý định trước khi chuyển đổi tư thế từ ngồi sang đứng. Quán tâm là ý thức được khuynh hướng của tâm trong một ngày hay một giai đoạn nào đó như ý thức. Lúc này tâm thường nghĩ nhiều về công việc, hoặc tâm thường nghĩ về hận thù, oan trái, vân vân. 172. Tâm quán niệm xứ có thể thực hành riêng lẻ. Giống như thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ thường được áp dụng chung với pháp niệm khác như niệm hơi thở. Ở giai đoạn cơ sở, hành giả thường được dạy về thân quán niệm xứ như đối tượng quán sát căn bản, cho đến khi những tạp niệm xuất hiện thì quán sát tâm, nhưng cần nhanh chóng trở về với hơi thở. Phải rất cẩn trọng để sự quán sát tâm không dẫn hành giả đi quá xa đề mục niệm chính. Một trăm bảy mươi ba. Phân biệt danh sắc có lợi ích gì? Danh là tâm, sắc là thân. Phân biệt danh sắc để thấy rõ tương quan giữa ý định và hành động. Với chánh niệm sắc sảo, hành giả cũng nhận ra nhu cầu của tâm là phiền não, chứ không nhất thiết là nhu cầu của thân. Thí dụ, đang thiền tọa khởi niệm muốn uống ly nước chanh, đó là ý muốn từ tâm, chứ không hẳn là nhu cầu cấp thiết của thân. Quán tâm sắc bén giúp hành giả thấy được sợi dây ràng buộc giữa danh sắc
là hỗn hợp nhiều nhân nhiều duyên, chứ không là một bản ngã bằng hằng hữu. Một trăm bảy mươi bốn, quán chiếu về chân tâm bố thí chích tá có nằm trong tâm quán niệm xứ. Từ vựng bố thí chích tá phổ biến trong Phật giáo Đại thừa và phương Tây ngày nay thường được dịch là chân tâm hay Phật tánh. Nếu nói theo tứ niệm xứ thì là khái niệm triết học hay tư tưởng hơn là một thực tại để quán sát. Hành giả quán tâm chỉ ghi nhận những trạng thái tâm sanh khởi, tham, sân, định, vân vân, chứ không đặt tâm đi tìm một thực hữu hay lượng định tôi là, tôi có, hoặc đây mới thật là tôi. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, bản chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Dạ, con xin Thượng Tọa Giác Đẳng cũng như Thượng Tọa Pháp Đăng cho con biết một tín hiệu. Dạ, con thỉnh vị nào để lên thuyết giảng ngày hôm nay ạ. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, xin quý ngài cho con một tín hiệu để con kính thỉnh quý ngài ạ. Dạ, sa thú, con đã thấy tín hiệu của Thượng Tọa Giác Đẳng. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con kính nhân minh đến sư ạ. Cảm ơn cô Quỳnh. Nam Mô Bích Tha Giá. Kính bạch chi tôn đức Phật, thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày giảng của Đệ Đức Quy Niệm. Nếu quý vị liên lạc với chư tăng, như vị đời giảng sư nào mà có thể đi quyết được, thì xin quý vị Phật tử quan hệ cho biết, chúng tôi sẽ cùng thỉnh chư tăng để đi quyết. Nếu không có vị nào thì chúng tôi sẽ đi quyết thay cho Đệ Đức Quy Niệm. Nhưng mà nếu có chư tăng vị nào thuyết thì rất là hoan hỷ, vì lát nữa chúng tôi sẽ điều họp. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta nói về tâm quán niệm xứ, tức là quán sát tâm. Tâm ở đây có thể là tâm của chính mình hay tâm của người khác. Quán sát trạng thái tâm đó là một kinh nghiệm, là một kỹ năng rất là quan trọng với người tu tập. Bởi vì nhiều lý do. Lý do thứ nhất là chúng ta thường ở bối rối khi mà chúng ta đọc vào tâm của chính mình. Nó có nhiều lý do để chúng ta bối rối. Là như chúng ta học trong phi diệu pháp đó, tâm thức là một dòng chảy. Quý vị nghe chúng tôi không rõ hả? Dạ, xin hỏi quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Dạ. Nếu chúng ta nhìn vào hơi thở thì thưa quý vị, chúng ta dễ dàng đứng ở trong trạng thái khách quan để lắng lặng nhìn hơi thở ra, hơi thở vào. Nhưng mà tâm của chúng ta thì mỗi một thời điểm thì chúng ta chỉ có một thứ tâm. Và khi mà lấy tâm quán tâm thì chúng ta có hai thứ. Một là cái tâm quán sát, hay là gọi là tâm chánh niệm, hay là cái đối tượng, cái tâm bị quán sát. Dạ, cái tâm bị quán sát là đối tượng của chánh niệm. Thì thưa quý vị, điều này làm cho hành giả trở nên bối rối. Bởi vì cái mà mình nhìn, cái mà mình quán sát, nó nhanh chóng tan biến. Chúng tôi có kể quý vị nghe là một người Phật tử tu tập tứ niệm xứ,
Con có thói quen hàng ngày là hãy đánh con. Con làm gì bực bội nổi sân là đánh con. Và khi đi tu tập về đó thì vị này có thói quen là mỗi lần nổi sân lên thì vị nó niệm sân, sân à. Thì khi mà niệm sân á, cái tâm sân tự nó biến mất. Và để cho vị nó rơi vào cái trạng thái rất là khó diễn tả. Mình mới thấy sân, bây giờ sân ở đâu sân không còn nữa. Thì thật ra khi cái tâm mà có khả năng để mà nhìn, để mà quán sát, thì thưa quý vị, những phiền não khác nó tự nó tan biến. Đây không phải là một điều làm cho chúng ta bối rối, mà đây là một ở trong những cái đặc điểm của tứ niệm xứ. Khi mà chúng ta nhìn lại tâm của mình, và theo trong kinh niệm xứ đó, thì chúng ta nên nhìn dòng tâm thức hay trạng thái tâm ở trong bất cứ một trạng thái nào mà không có đặt vấn đề là tâm đó phải tốt, tâm đó không được là tâm xấu, tâm đó phải là tâm cao quý hay tâm đó tâm thấp hèn. Đơn giản là tâm có tham biết tâm có tham, tâm có sân biết tâm có sân, tâm có si biết tâm có si, vân vân. Tâm ở trạng thái nào, ở trạng tâm tầm thường hay tâm cao thượng thì mình chỉ đơn giản là nhận biết thôi. Tâm có định hay không có định cũng vậy. Thì thưa quý vị, con người chúng ta khi bắt đầu vào trong giai đoạn tu tập thì mình sẽ khám phá ra rằng chúng ta có hai cái trạng thái tồn tại song song, là sự tồn tại của thân và sự hiện hữu của tâm. Trong danh từ chuyên môn đó, gọi tâm là danh và gọi tâm gọi thân là sắc. Danh sắc có nghĩa là thân tâm của mình. Lấy thí dụ khi mà mình ngồi xuống để mà theo dõi hơi thở, chỉ trong vài phút đầu thì chúng ta nhận ra được là chuyện đó không có đơn giản như mình nghĩ. Mình vừa nhìn vào hơi thở thì bỗng nhiên những cái suy tư về hội chúng mà mình đang ngồi, suy tư về một việc gì đó, không biết ở nhà có khóa cửa lại chưa, nhà bếp có tắt ga chưa, suy tư về một cái cảnh tượng nào mà mình đã trải qua, một cái bữa cơm mình ăn hồi trưa rất là ngon, hay một cái nơi chốn mà mình sẽ đi. Và lúc đó chúng ta thấy rằng những cái tâm lang thang, những cái tâm vọng động, những cái trạng thái tâm mà lôi thôi đó, nó chi phối rất là mạnh sự quan sát của chúng ta đối với hơi thở. Và chúng ta thường để tuột mất cái chánh niệm của hơi thở, chúng ta thường bối rối. Thì thưa quý vị, các vị thiền sư thường hướng dẫn chúng ta là những lúc đó chỉ nên ghi nhận là phóng tâm. Phóng tâm tức là cái tâm mất chánh niệm, tâm thất niệm, rồi ngay sau đó trở về lại cái hơi thở. Ở đây nó giống như một trò đùa hay một trò chơi. Quý Phật tử nào mà hồi nhỏ có chơi tán u á, chơi tán u tức là người ta lấy một cái, trẻ em lấy một cái chiếc nhấc và làm sao mà để giữ chiếc dép đó, mà trong lúc đi thì u để không có đứt hơi, đứt hơi là thua, mà không lấy được chiếc dép là thua. Thì khi hành giả tu tập về hơi thở cũng tương tự như vậy. Việc của hành giả là quan sát hơi thở và quan sát một cách liên tục, một cách bền bỉ và một cách rõ ràng đối với hơi thở.
thì lúc đó những cái theo ngôn ngữ của bác Phạm Nghiêm Khánh dịch tức là chập tư tưởng, chập tư tưởng là những cái suy nghĩ, những cái suy tư bất chợt hiện về, nào là nhớ tưởng về quá khứ, nào là tính toán về tương lai, nào là bị chi phối với những cái âm thanh này nọ, tôi bực, thậm chí những cái trạng thái bực bội, những cái trạng thái dễ chịu, những trạng thái tiến bộ, bao nhiêu thứ, thưa quý vị, nó luôn luôn hiện khởi và nó tiếp tục làm cho chúng ta bị dao động, bị chi phối, bị đắm. Cái việc của hành giả đó là trung thành với đề mục. Đề mục ở đây là hơi thở. Trung thành với đề mục nghĩa là duy trì được chánh niệm. Và duy trì tránh chánh niệm tức là không để cho những cái sự phóng tâm, những cái suy nghĩ nó lôi kéo mình đi quá xa. Làm sao sao để làm được như vậy? Là chỉ duy trì phóng tâm và ngay lập tức trở về lại với hơi thở. Một cái thói quen là đừng để cho những cái suy tư dẫn đi quá xa. Và nếu chúng ta để cho những cái và để dẫn chúng ta đi quá xa mà quên đi hơi thở là mất đi chánh niệm, thì ở đó chúng ta sẽ thấy mình sẽ vất vả lắm. Dạ. Tu tập càng thuần thục, chánh niệm càng sắc bén, thì chúng ta càng nhanh chóng trở về lại với hơi thở chính mà không có đi quá xa. Ở đây cũng phải nói thêm rằng con người của chúng ta đó thì hay có một cái nhìn về bản thân của mình. Tôi là người rất tốt. À, tôi làm cái gì đó cũng có lý do chính đáng. Tôi giận một ai đó bởi vì người đó đáng giận. Tôi thù một ai đó tại vì cái đối tượng đó là những người đáng thù. Với hành giả tu tập tứ niệm xứ và khi niệm về tâm thì không có cái sự biện hộ như vậy. Không có cái đưa ra cái lý do nào. Tâm tham chỉ biết là tâm tham, tâm không tham chỉ biết là không tham, tâm sân chỉ biết là tâm sân, tâm không sân chỉ biết là tâm không sân. Đơn giản không có nói là tại sao mình tham, tại sao mình sân, hay là thấy tôi như vậy chứ tôi tốt, thấy tôi như vậy đó chứ tôi không có lỗi tệ, vân vân. Giờ quý vị quan hệ chơi chúng tôi một chút. Giờ quý vị có còn nghe chúng tôi nói được không? Xin lỗi quý vị có còn nghe chúng tôi nói không? Một cái điểm mà một điểm mà làm cho chúng ta được cái chơi chúng ta chút xíu. Một điểm mà làm cho chúng ta thường lúng túng là cái tâm quán sát và cái tâm bị quán sát thường nó trộn lẫn với nhau. Ví dụ như mình đang suy nghĩ thì cái tâm mà đang suy nghĩ mong lung nó trở thành một cái đối tượng để quán sát, và khi tâm quán sát nhận rằng ở đó là phóng tâm thì cái sự phóng tâm nó tự nhiên nó dừng lại và bỗng nhiên nó thay hình đổi dạng, bỗng nhiên nó biến mất và khiến cho chúng ta trở nên bối rối. Ủa, nó đâu rồi? Thì thưa quý vị, hành giả không cần phải hỏi là nó đâu rồi, hãy đi bao xa. Mà khi phóng tâm, mình nhanh chóng phóng tâm và nhanh chóng trở về lại với điểm. Đó là một trường hợp mà tương đối hành giả phải có cái kỹ năng
là theo dõi, đọc được tâm của mình và trở về lại với đề mục. Và thứ gì cũng có một cái chuyện quan sát về tâm nó khác hơn là điều mà chúng tôi vừa nói đó, là chúng ta quan sát cái ý định hay là chủ tâm. Về điểm này thì một số các vị thiền sư xem là rất là quan trọng. Ví dụ chúng ta đang đi kinh hành mà chúng ta muốn đứng lại, muốn dừng lại, thì đầu tiên là chúng ta phải thấy được cái chủ tâm muốn dừng lại, và sau đó chúng ta dừng lại. Cái muốn dừng lại đó là danh, và cái thân dừng lại đó, đó là sắc. Tức là danh và sắc có một sự liên kết rất là mật thiết. Rồi từ cái chỗ dừng lại, hành giả sẽ niệm hơi thở ở trong vài ba hơi thở. Rồi vài ba hơi thở ổn lên rồi thì hành giả mới nghĩ đến, mới thấy được cái chủ tâm muốn quay người lại, và cũng ghi nhận rõ cái ý định quay người lại, và thấy rõ cái động tác quay người lại. Và sau khi thấy rõ động tác quay người lại đó, thì giờ quý vị quan khí chờ chúng tôi một chút xíu. Chờ chúng tôi trong chi lát, chúng tôi có việc chút xíu.
Chờ, xin lỗi quý vị Phật tử, có còn nghe chúng tôi nói không? Dạ vâng, thì cái niềm tâm thứ hai đó là sự phân biệt danh sắc. Phân biệt danh sắc ở đây nói về ý định và cái hành động để thực hiện ý định đó. Cái ý định đó là tâm hay là danh, và cái hành động để thực hiện đó là sắc. À, tức là ở đó cũng là một cái quan tâm. Ngay cả khi mà ban đầu chúng ta muốn, thí dụ mình đang ngồi thiền cũng như mình thèm uống cà phê, thèm ăn cây cà rem, thì thật sự chúng ta không cần phải chống chế lại với cái đó, nhưng mà chúng ta tập nhìn rất rõ là cái tâm thèm cà rem hay cái tâm muốn ăn cà rem, cái tâm thèm đó mình ghi nhận đó là tâm tham, đơn giản như vậy. Dạ, nhìn thấy tâm rất hơn. Thưa quý vị, một cái trạng thái thứ một cái cách niệm tâm thứ ba đó, là đặt cái khung thời gian trong một cái giai đoạn nào đó mà mình sống. Thí dụ như là có một cái thời gian nào đó cái tâm mình hay thích đi mua sắm, có cái tâm thời gian nào đó mình thích nghĩ đến những cái chuyện quan trái với người khác, mình giận hờn với người khác. Có một cái thời gian nào đó mình thích bực bội, mình hay bực bội với người này người kia. Thì trong giai đoạn đó đó, hành giả chỉ lặng lặng ý thức và nhìn lại, à, lúc này là lúc mà tâm mình hay nghĩ đến chuyện mua sắm, lúc này tâm mình hay nghĩ đến chuyện sân hận, lúc này tâm mình hay nghĩ đến chuyện đi chùa. Và mình biết cái tâm đó, biết cái tâm đó là một điều rất là tốt. Quý vị có thể hỏi rằng, ủa, tại sao mình phải biết cái tâm đó để làm cái gì? Thật ra đừng hỏi làm gì hết. Dạ, mà chúng ta thường, dạ, chúng ta thường quan sát và thường đọc được cái tâm của mình ở trong một giai đoạn nào đó, thì chúng ta sẽ lợi lạc. Dạ, rất là lợi lạc. Bởi vì khi mà cái tâm thức, cái trạng thái tâm mà đặt ở trong cái tầm ngắm, khi mà cái trạng thái tâm của mình được được thấy, được nhận diện, thì thưa quý vị, nó sẽ rất là lợi lạc. Dạ, rất là lợi lạc. Không có điều gì lợi cho bằng là mình đọc được cái tâm của mình, mình thấy được cái mặt mũi của tâm mình, thấy được cái trạng thái của tâm của mình. Và có câu hỏi là như vậy là cái việc tâm quán niệm xứ thì có nên thực hành riêng lẻ hay là chung với những thứ khác? Thì câu trả lời rất là đơn giản là trong giai đoạn đầu, khi hành giả mới vừa tu tập thì hành giả không nên, đối với đa số là không nên niệm tâm liền, là bởi vì lúc đó niệm tâm sẽ làm cho quý vị bối rối. Niệm hơi thở là cách tốt nhất. Và trong lúc niệm hơi thở thì chúng tôi tạm dùng một chữ gọi là ăn kèm, tức là đi theo cái niệm tâm. Thí dụ mình đang niệm hơi thở mà cái tâm mình lo lắng, mình biết là tâm mình lo lắng, tâm giận là biết tâm giận, tâm phóng biết là tâm phóng, tức là niệm tâm đi kèm với cái điều mục chính là hơi thở. Hơi thở là căn bản, bởi vì hơi thở đến lúc nào cũng có, và hơi thở khiến cho chúng ta có khả năng nhìn một cách khách quan. Dù cho mình thấy hay không thấy thì mình vẫn thở, nhưng mà cái tâm của chúng ta khi mình nhìn vào đó, nó đứng chừng, nó đứng khựng lại. Và cái đứng khựng của tâm đó làm cho quý Phật tử tương đối là rất là khó để theo dõi. Do đó trong giai đoạn đầu thì nên chuyên về một điều mục hơi thở cho nó dễ, và tâm chỉ là quán tâm là đi kèm thôi. Nhưng mà rồi khi mà cái niệm của chúng ta thành thạo, sắc sảo hơn một chút, sắc bén hơn một chút đó, như hồi nãy chúng tôi nói là mình đi kinh hành hay mình làm chuyện gì đó, nhất là mình niệm quay nghi, thì mình nên để ý đến cái ý định hay là cái chủ tâm đang ngồi muốn đứng dậy, thì nên ghi nhận rõ cái trạng thái là muốn đứng rồi sau đó mới đứng, hay là đang đứng muốn ngồi xuống thì nên ghi nhận rõ cái ý định là muốn ngồi rồi sau đó mới ngồi. Đó là một cách niệm tâm. Bây giờ thì chúng ta đặt câu hỏi là phân biệt danh sắc có lợi ích gì? Vị nào mà
đã đi hành thiền thì thường quý vị nghe các vị thiền sư dạy chúng ta phân biệt danh sắc. Danh sắc tức là cái ý định và cái hành động. Thì thưa quý vị, đa phần những gì mà chúng ta làm ở trong đời sống, như là đi đứng ngồi nằm, đi vào bếp lấy thức ăn, hay là rời xa thiền, hay là mình làm bất cứ chuyện gì, thì nó đều có một cái đi trước, có một cái đạo binh đi trước, đó là ý muốn hay là chủ tâm. Dạ. Cái ý muốn đó nó quyết định rất là nhiều thứ. Mình muốn nghỉ không ngồi thiền nữa, hay là mình muốn đổi tư thế từ đi sang đứng, đứng sang ngồi, sang nằm, hoặc là mình muốn rời bỏ cái chỗ mình ngồi thiền để đi đâu đó, thì cái ý muốn đó nên được đọc, nên được ghi nhận, nên được quan sát. Và lâu ngày chúng ta sẽ thấy rằng những ý muốn đó nó không có phải là cái gì mà mình phải tuân theo. Nó không phải là một ông vua, nó không phải là một nhà độc tài, mà nếu chúng ta không theo nó thì mình sẽ bị chém đầu. Ý muốn chỉ là ý muốn thôi. Mà khi hành giả bén nhạy thấy được cái ý muốn đó, thì mình thường có hai sự lựa chọn, là mình làm theo ý muốn hay không làm theo ý muốn. Đời sống của con người bình thường đó, họ rất là sợ làm cái gì trái với ý muốn của mình. À, mình làm thì mình phải làm theo ý muốn. Tôi muốn làm cái đó, tôi muốn làm cái kia. Nhưng mà mình tu tập lâu thì mình thấy rằng ý muốn nó chỉ đơn giản là ý muốn thôi. Như chúng tôi lựa chọn là đang ngồi ở trong phòng, hoặc giả là mình bước ra bên ngoài và nói chuyện với ai đó, thì nó khởi đầu bằng cái ý muốn. Và ý muốn đôi khi nó, mình thấy nó lớn, nó trầm trọng, nó nghiêm trọng, nó quan trọng, nhưng mà thật sự nó không quan trọng như mình nghĩ. Và lâu ngày đó thì chúng ta sẽ giành lấy được lại cái khả năng tự chủ của mình. Yeah. Thấy rằng mình không nhất thiết phải nghe theo ý muốn mình, hay là mình làm theo cái ý muốn của mình, mà đơn giản là mình đọc được ý muốn, rồi kệ đó, nó muốn làm gì làm. Ngài Ajahn Chah ngày xưa đó có một cái kể một cái giai đoạn trong cuộc đời của Ngài, là lúc Ngài tu thời gian thì Ngài có mấy người Phật tử quen ở Bangkok, và mỗi lần Ngài về đó, thì họ rất là hoan hỷ. Thật ra lâu lâu á, lúc đó Ngài còn trẻ, Ngài cũng muốn đi Bangkok, nhưng mỗi lần Ngài muốn đi á, thì Ngài nghĩ trong lòng là mình muốn đi rồi mình đi, tức là mình chiều theo cái ý muốn của mình. Do đó Ngài đã quyết định làm một việc, đó là nó muốn kệ đó. Dạ, muốn kệ đó. Khi nào nó muốn đi thì không có đi. Và tới khi nào mà cái tâm không muốn đi nữa, Ngài nói cái tâm không muốn bây giờ thì phải đi. Cái điểm này là điểm rất là thú vị, là con người chúng ta đó, ai cũng làm theo cái gọi là cái bản năng hay là cái ý muốn, mà rất là thiếu lý trí của mình. Cái ý muốn rất là tầm thường, cái ý muốn rất là nhỏ nhoi của mình. Khi mà đã phân được ý muốn chỉ là ý muốn thôi, thì dần dà hành giả sẽ lấy được sự tự chủ, là không làm theo những cái ý muốn đó. Do việc phân biệt danh sắc rất có lợi, tức là phân biệt cái ý muốn và hành động do cái ý muốn. Hôm nay thưa quý vị, có một đề tài khi mà chúng ta bàn về tâm quán niệm xứ, thì chúng tôi có đề cập đến một cái ý niệm mà nó không nằm ở trong bài kinh này, nhưng mà nó tương đối rất là phổ thông ngày hôm nay, đó là cái quan niệm về bodhicitta. Và bodhicitta thì chúng ta thường dịch là chân tâm hay là Phật tánh. Thì ở trong ngày xưa đó, chúng tôi ở Việt Nam thì thấy phổ biến ở trong Phật giáo Đại Thừa thôi, nhưng mà ngày nay thì ở tại phương Tây, nhất là những người Tây phương mà họ theo Phật pháp mà mang nhập nhằng ở đây, tức là họ chỉ học cái gì mà họ thích thôi, thì họ hay phổ biến cái khái niệm về bodhicitta. Nhờ bodhicitta dịch là chân tâm hay là Phật tánh, tức là được hiểu giống như là một cái thực hữu, là cái bản ngã chân thực. Dạ, cái bản ngã chân thực của con người mình, cái vọng thức không phải là bản ngã chân thực. Bodhicitta là cái tâm trong sáng, đó là cái tâm giác ngộ, đó là cái tính giác hay là Phật tánh. Và đối với người Tây phương, họ rất là hấp dẫn khi mà con người đi tìm về lại với chân tâm
tìm lại với cái gọi là chân ngã. Phật tánh là cái chân ngã, tức là cái bản lai diện mục, là cái gì đó mà nó thật sự là con người của mình. Thì chúng tôi xin thưa rằng điều đó đó nó không có trong tâm tạng Pali, và không có đặc biệt với người hành giả tu tập tứ niệm xứ. Chúng ta tu tập tứ niệm xứ không phải là chúng ta đi đào bới trong cái đống hỗn độn của thân tâm để tìm ra một cái thực hữu, một cái chân ngã. Người tu tập tứ niệm xứ không đi làm như vậy, mà tu tập tứ niệm xứ đơn thuần là ghi nhận những cái hiện tượng của tâm và thân. Của thân và tâm, chúng ta đã rõ thân thọ tâm pháp, cái gì nó sanh khởi, biết nó sanh khởi, cái gì diệt nó biết cái diệt. Và không có triết lý, cũng không có mơ mộng, cũng không nghĩ rằng mình phải có một cái chân ngã, mình phải có một cái thực hữu, mình phải có một cái trạng thái hằng hữu, gọi là chân tâm, là Phật tánh. Và đối với chúng tôi thì quan niệm đó nó mang tới cái là hí luận, quan niệm đó mang tới là triết học, chứ nó không nên được đem áp dụng tại đây, và chúng ta phải rất là cẩn trọng. Ngày nay có nhiều cái thiền viện mà người Mỹ hướng dẫn đó, thì họ quan niệm rằng khi mà mình quan sát tâm mình, những cái trạng thái mà phóng tâm nó chỉ là cái vọng thức, và mình phải đi tìm lại cái chân tâm. Hành tứ niệm xứ không phải là đi tìm cái thứ chân tâm đó. Dạ, giống như là mình đi tìm lỗi ngay trong rừng, mình phải chặt hoa lá cành rồi mình tìm, cho đến khi nào tìm ra cái lỗi thì mình mới chịu, không phải. Mà đối với hành giả đó thì dù là tâm tốt, tâm xấu, tâm tầm thường, tâm cao thượng, tâm có định hay không có định, tâm tham hay tâm không tham, tâm sân hay không sân, tất cả đều là đối tượng quá chiếu, và tất cả đều chỉ là nằm ở trong tầm nắm của chánh niệm, và chỉ để chánh niệm quan sát, à đây là tham, đây là sân, đây là không tham không sân, chứ không có tưởng tượng, chứ không có suy diễn, và chứ không có đi quá xa là ồ nó là mình sẽ thế này, mình sẽ thế kia. Thứ gì đó là vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ trong phần tâm quán niệm xứ. Nhưng mà bây giờ thì quý vị chờ chúng tôi một chút. Thượng tọa Pháp Tân ơi, không biết thượng tọa có mặt ở trước máy và thượng tọa có cầm mic được không? Nếu thượng tọa Tân đang có mặt ở trước máy cầm mic được, xin thỉnh thượng tọa nói cho vài lời ở trong lúc soạn các câu thảo luận. Hy vọng rằng thượng tọa Pháp Tân có thể nghe được. Dạ. Và kính thỉnh thượng tọa Pháp Tân hoan hỷ nói cho vài lời. Quý vị có nghe được không ạ? Dạ, bây giờ quý vị có nghe được không? Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sư Thầy Giá. Thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đăng, Thượng Tọa Phật Đăng, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và tự chào quý thiện nam tín nữ. Kính tri ân Thượng Tọa Giác Đăng cho cái bài học hôm nay. Để tiếp lời theo Thượng Tọa Giác Đẳng thì hôm nay là chúng ta học về một cái vị hành giả tu tập về quán tâm. Thì thật sự ra thì với một cái người như là Thượng Tọa Giác Đẳng đã nói khi nãy đó, một cái người tu tập thiền quán thì cái việc gì mà nó diễn ra thì mình biết ghi nhận, biết rõ vậy thôi, chứ không cần phải tri tiện cho nó là đâu. Còn đây là mình phải biết cái tâm của mình, quán tâm tức là biết cái tâm của mình. Thì mình có nhiệm vụ là nhờ cái sự chánh niệm ở trong cái đời sống hàng ngày của mình, đặc biệt là chánh niệm là cái sự ghi nhận, biết cái gì nó đang hiện khởi, đang có mặt thì đó là tốt. Vì khi mà quán tâm tức là nhìn lại cái tâm của mình, biết tâm tham thì biết là tâm tham, thì tâm sân là biết tâm sân, tâm có định tâm hay không, thì hay là tâm tán loạn thì mình biết rõ. Thì theo cái khuynh hướng chung đó, thì cái người mà không có chánh niệm đó, thì
rõ ràng là mình không biết được điều đó, không biết được. Cái mà chúng ta nói là nãy tôi sân quá, khi nãy tôi biết vậy tôi không có sân, hay là biết vậy tâm tôi không có sân, thì rõ ràng là nó đã diễn ra rồi, nó đã qua rồi. Cho nên là những cái sát na tâm của chúng ta đang diễn ra là đang có tham, tham nó đã đi qua rồi, và sân nó đi qua rồi. Quý vị còn nghe được không? Dạ. Cho nên cái người mà tu tập thiền quán thì rõ ràng là mình biết những cái gì đang diễn ra hiện tại, ghi nhận những gì đang hiện tại, cái đó rất là quan trọng. Bởi có khi đó là tham tâm sanh khởi, mình không biết. Mình biết thì nó đã qua rồi. Nó đã qua rồi. Qua là cái khoảng thời gian mà chúng ta ghi nhận nó đã qua rồi đó. Thì mình không có nói là thời gian nó dài đâu. Nó từng khoảnh khắc, trong từng sát na như vậy. Nhưng mà cái người tập cho mình cái chánh niệm, tức là cái sự ghi nhận, nó là tỉnh giác, tức là mình biết rõ những cái sự diễn biến đó. Đặc biệt là khi nói đến tâm. Khi mà tâm có tham thì mình biết mình có tham, thì sự thật ra thì biết như vậy đó là biết những cái thực tại, biết những gì đang diễn ra, đang diễn ra. Cho nên nó khi mà mình ghi nhận, mình biết rõ như vậy đó, thì thật sự là mình chỉnh đứng cái tâm của mình, chỉnh đứng cái tâm tham của mình. Cũng tương tự như vậy với một cái người mà ghi nhận biết cái tâm sân. Ví dụ như mình trong cái đời sống hàng ngày thì quý vị biết rằng thật sự ra dù chúng ta niệm thân, niệm tâm, niệm thọ gì đi nữa, thì cái niệm chủ yếu là giữ cái chánh niệm với cái nội tâm của mình. Nên ghi nhận về tâm, khi mà tâm sanh khởi thì ấy biết rõ, biết rõ. Mình biết thì có nghĩa là mình đã nhìn thấy rõ cái tâm của mình như vậy. Cho nên nó có thể là làm cho cái nội tâm mình chỉnh đứng cái sân tâm lại. Sân tâm. Rõ ràng thì tâm và thân của chúng ta thì nó luôn luôn diễn biến đến liên tục. Đến một cái người tu tập thiền quán thì là danh và sắc, đặc biệt là nhìn về danh, tức là nhìn về tâm, thì cái tâm của vị hành giả ra sao, thì vị hành giả phải có cái nhiệm vụ ghi nhận như vậy. Thật sự là nói ra mình ghi nhận, mình biết thì nó đã qua rồi. Cho nên để mà giữ cái biết đó, đó, cái thấy, cái ghi nhận đó, nó một cách liên tục thì cũng không phải là dễ. Cho nên là một lúc nào đó mình thất niệm thì mình lại không có thể ghi nhận được như vậy. Thì chúng tôi xin tiếp lời Thượng Tọa Giác Đẳng nói như vậy. Qua cái bài học hôm nay, giờ thấy Thượng Tọa Giác Đẳng nên đưa cái câu hỏi lên. Kính thỉnh Thượng Tọa trả lời. Sa thú kính trực Thượng Tọa Pháp Tân. Thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa có nghe rõ không? Nếu thượng tọa Pháp Đăng nghe rõ, xin thượng tọa Quan Hỷ trả lời cho câu thảo luận số 1. Dạ, thượng tọa Pháp Đăng, ở đây chúng ta thấy trong phòng tâm quán niệm xứ đó, thì Đức Phật dạy rằng khi tâm ở trong trạng thái nào, chúng ta ghi nhận trạng thái đó, tâm có định biết là tâm có định, tâm tầm thường biết là tâm tầm thường, tâm hướng thượng biết là tâm hướng thượng. Trong với người hành tu tứ niệm xứ là chỉ quan sát ghi nhận mà không có tìm cách để uốn nắn, không có đòi hỏi là tâm của mình như thế này hay là đòi hỏi tâm của mình như thế kia, có phải như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của Thượng tọa Pháp Đăng. Alo, alo, quý vị nghe được chưa? Dạ. Yeah. Cảm ơn quý vị.
Nãy giờ cứ lây quay không vô được. À, có lẽ là do cái đường truyền của chùa nó cũng đã bị chưa có kết nối lại. Rồi nên phải chia sẻ cái đường nét từ cái điện thoại của Thượng Tọa Giác Đẳng. Bây giờ thì tốt rồi, à, nói cái gì nghe được rồi. Thì ở trong cái câu thảo luận số 1, phải chăng trong lúc tu tập tứ niệm xứ thì hành giả chỉ ghi nhận những cái trạng thái tâm tốt xấu, à, nhưng không cố gắng để tâm phải như thế này, đừng như thế kia. À, thật sự cái người tu tập đó thì quý vị biết rằng ở trong cái phần niệm tâm đó, tâm có tham biết tâm có tham, tâm có sân biết tâm có sân, tâm có si biết tâm có si, tâm vô thường biết tâm vô thường. Thì như vậy thì những cái tâm mà tốt tâm xấu nó sanh lên đó, thì nó đã rồi, thì mình bây giờ mình chỉ cần biết nó đang có thôi. À, thường thường thì chúng ta biết rằng những cái tâm mà tham á, nó có mặt á, mà cái tâm biết được tâm tham á, thường thường là cái tâm thiện, tâm thiện có trí nó biết được tâm tham có mặt, nó có mặt trong trong nó mới vừa sanh bởi cái gì diệt. À, thì chính vì cái tâm thiện nó cũng vậy thôi quý vị, tâm thiện biết được cái tâm thiện nó mới vừa sanh vừa diệt. À, thì cái sự biết liên tục như vậy thì chúng ta gọi là tỉnh giác hay là chánh niệm, là tỉnh giác. À, như vậy thì cái tâm như thế nào thì biết như thế đó thôi. Ở trong trong cái sự tu tập đó thì mình không cố gắng làm cái việc gì mà mình uốn nắn cái tâm hay mình làm như thế nào, mà chỉ có ghi nhận được cái tâm nó có như thế đó thôi. Nên cái bài kệ của Đức Phật này, quá khứ không tri tầm, tương lai tầm vượng vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai là chỉ đến, chỉ có pháp hiện tại. À, tệ quán chính là đây. Thì cái tệ quán á, quán thấy được các cái pháp hữu vi, luôn cả cái danh pháp, đó là tâm, sở hữu tâm, nó có sanh có diệt á, thì nó cũng đều do cái điều kiện nó cũng như nó, ví dụ mưa, mình đừng hỏi tại sao trời mưa, mình biết là trời mưa thôi. À, rồi trời nắng là tại sao mình nói là trời nắng, tại vì trời nắng đó, thì nói theo cái nhiệt độ, theo cái thời tiết, theo cái luồng không khí lạnh không có, hay là theo cái bão áp thấp nó không có, thì trời tốt, trời trong, trời sáng. Mình đặt vấn đề đó chi cho nhiều, mình chỉ biết là cái trời bây giờ là trời nắng hoặc là trời mưa. Thì cũng như vậy cái tâm của mình đó, cái tâm bất thiện, cái tâm thiện, thì mình cũng ghi nhận là cái tâm bất thiện hay là cái tâm thiện, tâm đại hành hay là tâm vô lượng hay là tâm không vô lượng, tâm hạ liệt hay là tâm cao thượng, mình biết như vậy thôi, mình chỉ biết như vậy thôi. Và mình thấy thật sự là cái tâm nó là vô thường, tại vì nó theo cái nhân duyên, theo cái điều kiện mà nó sanh khởi lên thôi, chứ không phải là mình muốn mà được. Nếu mình muốn mà được á, thì mình đã muốn cho mình có cái tâm giống như Đức Phật. Nhưng mà thật sự cái phiền não thì nó có cơ hội để nó xen lên, cũng như cỏ và cái hạt giống á, một trận mưa á, thì cỏ nó cũng lên và hạt giống nó cũng lên. Như vậy á, thì khi mà chúng ta còn phiền não giống như là cái đất nó còn hạt hạt cỏ vậy đó, và cái điều kiện giống như là mưa là cái điều kiện thuận lợi để cho cái hạt giống nó nảy nở, thì cái người mà tu tập á, người đã biết đây là cỏ, biết đây là cây cây đậu cây mè, mình biết như vậy thôi. Khi mình biết, mà biết mình biết đặt cái tâm mình như vậy nhiều đó, thì ở trong cái sự tu tập đó, thì khi mình sử dụng cái tâm thiện nhiều thì cái tâm bất thiện nó ít. À, cũng giống như bây giờ thấy hột đậu nó mọc nhiều thì hột cỏ nó không mọc lên được, tại vì chỗ mà hột cỏ đó thì hột đậu đã mọc lên rồi. À, thì cũng giống như vậy, cái tâm mà tu tập đó, thì nó cũng giống như vậy. Khi mình chánh niệm tỉnh giác giống như là cái tâm tu tập, giống như người đã biết đây là cỏ 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 vậy đó, đây là đậu 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 vậy đó, thì khi mà mình niệm như vậy á, thì cái thời gian á, những tâm bất thiện như tham tham sân tham si đó, do mình thất niệm nó mới sanh là cái bất thiện tâm, do mình có chánh niệm á, thì cái thiện tâm nó sanh lên. Như vậy thì cái người đó giữ gìn cái chánh niệm á, thì cái thiện tâm nó sanh lên hoài. Mình nói khi mà mình nói rằng cái tâm bất thiện, cái tâm thiện thì chính là cái tâm hiện tại nó biết được cái tâm cần hiện tại. Cái tâm nó mới vừa sanh mới vừa diệt. Ví dụ mình có tham á, thì cái tâm biết được tham á, là cái tâm vô tham, nó biết được tâm tham. À, như vậy thì mình cứ biết đây là thiện hay đây là bất thiện á, thì chính là cái chánh niệm tỉnh giác đó, là nói đến cái thuộc tánh của thiện pháp. Nó biết được những cái gì là thiện, cái gì là bất thiện,
thì biết như vậy thôi. Nhưng mà khi mà mình mà có cái sự suy quán đó, thì mình thấy rằng cái tâm nó cũng vô thường thôi. Nó cũng theo cái điều kiện nhân duyên, rồi những cái tâm bất thiện nó sanh lên khi mà có si, phóng dật, vô tàm như quý. Còn cái tâm thiện sanh lên thì nó có tính niệm tàm quý, thì nó sanh lên những cái tâm thiện. Thì như vậy nên cái người mà tu tập đó, thì chúng ta giữ giữ cái chánh niệm. Chính cái chánh niệm đó là tính niệm, đó là sở hữu tịnh hảo. Và nó sanh ở trong tâm thiện. Mà khi mình có tính, có niệm đó thì có cái tâm thiện. Nó cũng đã, tâm thiện đã sanh chung với sở hữu tính niệm. Nên khi mình tu tập mình biết được như vậy, đó, được cái tâm bất thiện, chính là cái tâm thiện nó biết cái tâm bất thiện. Và mình biết được tâm thiện, nó cũng là tâm thiện, nó biết được tâm thiện. Nó biết liên tục như vậy. Nên thường thường mình mới thấy cái tâm thiện nó làm việc nhiều cái loại tâm thiện liên tục đó, thì làm việc chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tập, tâm đạo, tâm quả sanh lên. Thì như vậy nên khi một người mà sanh lên cái tâm thiện đó, thì nhiều cái sát na thiện, nhiều cái thiện mình gọi là cái trùng dụng duyên hay là cái thường cận y duyên tốt. Khi một người chứng đắc đạo quả đó, thì càng ngày họ càng tu tập họ càng tốt, từ 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 cho đến khi họ thành thánh nhân. Như là cái câu chuyện mà cái vị Mã La Bà mà ở Mã Đề Thôn mà có Tha Tâm Thông mà có tam quả với Tha Tâm Thông đó, thì chính là bà đạt bắt đạo quả. Thì những kiếp mà bà gần chứng đắc đó, thì những cái kiếp đó cái tâm bà rất tốt. Thì cũng như vậy, hay là chúng ta gọi là một cái người mà khi gần đắc chứng đạo quả đó, thì họ có sự tu tập liên mật, họ có chánh niệm tỉnh giác liên tục, nên cái đủ cái duyên lành họ chọc tụng được vô minh, với cái minh sanh, với cái đạo quả sanh, thì họ diệt trừ được một số phiền não do cái tâm sơ đạo diệt trừ. Chính vì như vậy nên khi mà chúng ta chánh niệm tỉnh giác, đó là nói đến cái sự tu tập của thiện pháp, của thiện tâm, liên tục tu tập như vậy đó, là chúng ta phát hiện được cái tâm bất thiện nó sanh khởi, hay là cái tâm tham nó sanh khởi, tâm sân sanh khởi, tâm si sanh khởi, thì chính là tâm thiện nó phát hiện được như vậy. Nên khi mình gọi là có tu tập đó, có tu tập, có chánh niệm tỉnh giác, có tuệ quán để thấy được cái trạng thái của các cái tâm sanh diệt, thì khi tâm sanh diệt lên nó giống như cỏ, mình biết là cỏ, đậu biết là đậu thôi. Như vậy thì nghĩa là cái người đó có cái trí tuệ. Bởi thường thường chúng ta biết rằng ăn trộm nó, mình không sợ ăn trộm, nhưng mà khi mình biết ăn trộm, mình nhìn ăn trộm thấy mình nhìn nó thì nó không bao giờ dám lấy cái gì. Thì cũng như vậy, khi mà tâm bất thiện, mình nhìn thấy tâm bất thiện thì tâm bất thiện nó không sanh khởi nữa. Như vậy thì cứ dùng cái chánh niệm và cái tuệ quán đó để quan sát nó như vậy. Thì ở trong cái câu thảo luận số 1 thì ông xin chia sẻ như vậy. Bây giờ con xin gửi mic lại, nếu có gì nói thêm thì thỉnh tương tự. Sa thú cái chuyện Thượng tọa Pháp Tân. Thượng tọa Pháp Tân, Thượng tọa có nghe được không? Nếu Thượng tọa Pháp Tân đang có mặt ở trước máy và nghe được kính thỉnh, Thượng tọa trả lời cho cô thảo luận số 2. Một lần nữa xin được hỏi Thượng tọa Pháp Tân, Thượng tọa có nghe được không? Dạ. Thưa Pháp Tân, thí dụ như là bản thân của mình là người hay sân, hay là bản thân của mình là người ganh tị, mà khi mình tu tập mình từ thường nhìn thấy cái trạng thái sân, chỉ nhìn thấy thôi mà biết là đây sân, đây là ganh tị, thì thưa tôi nghĩ rằng cái mà mình tự nhìn thấy đó, nó có khả năng chuyển hóa gì, nó có ảnh hưởng gì không? Xin thỉnh thưa tôi. Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Con nghĩ rằng cái việc mà mình nhìn được cái tâm của mình, biết được cái tâm của mình nó rất là quan trọng. Cái người mà nói là tu tập thiền quán để mà nhìn cái tâm của mình cũng có nghĩa là mình ghi nhận, biết rõ cái tâm của mình đang ra sao. Còn trong cái cuộc sống hàng ngày ấy, thì có nghĩa là mình tu tập ấy, có nghĩa là mình trau dồi cái tâm của mình, sửa đổi cái tâm của mình, mà sửa đổi với một cái trên cái phương diện thiền quán thì có nghĩa là mình nhìn cái tâm của mình. Ví dụ bây giờ là mình trong mỗi cái cử chỉ oai nghi,
đi đứng nằm ngồi mà mình nhìn được cái tâm của mình, mình thấy thì giờ mình đang thường thường cái bản chất của phàm phu thì thường thường dấy lên những cái pháp bất thiện, dấy lên những cái pháp thiện là tham sân si tật đố ganh tị hoài nghi ngã mạn, nói chung là những cái pháp bất thiện nó thường thường sanh khởi lên. Và cái ganh tị hay hoặc là những cái tâm khác cũng vậy. Thí dụ giờ mình nhìn được, thấy được, mình có một cái việc, thấy cái việc gì đó người ta hơn mình, hơn mình về lĩnh vực này, khía cạnh nọ, cái tự động cái tâm ganh tị của mình nó khởi lên. Nhưng mà lúc mà mình cái tâm ganh tị mà đang khởi lên á, mà mình biết rõ cái tâm của mình á, thì theo con nghĩ rằng là cái này là mình cái pháp bất thiện, cái pháp này là pháp không tốt, pháp này sẽ đưa đến khổ hiện tại, khổ tương lai, mình biết như vậy. Cho nên lúc mà mình nhìn nhận cái, nhìn cái, thấy cái tâm của mình, biết rõ cái trạng thái tâm của mình như vậy thì mình biết đây là cái pháp bất thiện, cho nên là mình phải chặn đứng nó lại liền. Nếu mà mình, sự thật ra là nếu như mà mình nhìn ra ngay chỗ lúc mà nó đang diễn biến ra đó, khi mà nó đang diễn biến, nó đang diễn biến như vậy, mình biết như vậy thì cái tâm ganh tị của mình lập tức nó được lắng dịu đi. Còn nếu mà mình không nhìn ra mình đó thì nó sẽ khởi lên, nó khởi lên với nhiều cái trạng thái, nó được bao biện, bao bọc bởi những cái từ gì đó, cái danh từ gì đó rất là đẹp, mà ở đó là nó ngấm ngầm chứa những cái pháp bất thiện. Tương tự như vậy, con nghĩ rằng cái tâm sân của mình mà mình đang khởi lên đó, mà mình biết được như vậy thì mình chặn cái tâm mình lại được. Một người mà sân thì mình biết đó là biểu hiện của sắc mặt, biểu hiện của cử chỉ, biểu hiện của hành vi, nó là thô thiển, nó không đẹp, nó không đẹp. Nhưng mà khi mà mình cái tâm sân mà khởi lên thì mình trực nhận ra đây là cái tâm tâm sân như vậy, thì ngay lúc đó mình chặn đứng nó lại. Thì cái biểu hiện của sắc mặt, biểu hiện của sắc mặt do tâm sân, biểu hiện của cử chỉ hành vi do tâm sân, nó kịp thời nó lắng dịu đi, nó không khởi lên. Thì người ta nhìn vào thì có nghĩa là người ta không thấy mình sân, mặc dù là cái bản chất của người phàm phu thì phải có sân, nhưng mà mình ngăn chặn như vậy thì cái sắc mặt, cái biểu hiện của mình nó không có biểu hiện lên cái làm sân. Và cứ hả mà tâm của mình á, nếu một người mà có chánh niệm và theo dõi thường như vậy thì biết như thế nào là bất thiện, tâm bất thiện khởi lên thì mình chặn nó lại liền, mình không cho. Nhưng mà tâm nào là tâm thiện, ví dụ như tâm có định tĩnh thì mình biết là tâm có định tĩnh, tâm có khinh an thì mình biết tâm là có khinh an. Thì cái từ cái kiệt khinh an đó hay là tâm có định tĩnh đó, mình cố gắng mình duy trì cái trạng thái tâm của mình như vậy, đều đều và luôn luôn như vậy, thì lâu ngày chày tháng nó trở thành cái sự tuân thục. Con nghĩ là như vậy. Cho nên cái cuộc sống này đó thì chúng ta cũng thấy đó là cái bản chất của phàm phu là luôn luôn có những nó luôn 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 ngấm ngầm những cái pháp bất thiện. Khi nào mà nó có cái điều kiện thì tự động nó sẽ sanh khởi lên. Nhưng mà cái nó sanh khởi một cái người có chánh niệm ấy, thì mình biết cái tâm của mình như vậy thì cả tâm sân mình cũng có thể ngăn chặn lại được. Một người sân thì nó không đẹp rồi, sân biểu hiện sắc mặt, lời nói, cử chỉ hành vi nó thô tháo, nó không được đẹp. Cho nên là mình nhìn như vậy thì mình kịp thời mình ngăn chặn cái tâm sân của mình lại. Cái ganh tị nó cũng là một trong những cái trạng thái của pháp bất thiện, nó nằm ở trong cái tâm, cái trạng thái của tâm sân. Bởi vì ganh tị là không muốn người khác hơn mình, không muốn người khác hơn mình. Ganh tị nó là trạng thái gì, dù là khía cạnh này hay khía cạnh nọ, không muốn bất cứ một ai hơn mình khía cạnh này hay khía cạnh nọ. Thì khi đó nó khởi lên, nó là một những cái trạng thái, một trạng thái của cái tâm sân, nó cũng không phải là tốt. Cho nên là chúng ta nếu mà nhìn được tâm
biết được tâm thì ngay lập tức nó chặn lại được. Trong kinh Pháp Cú thì Đức Phật ngài nói rằng nếu mà một cái trạng thái tâm mà bất thiện nó khởi lên á, thì mình ngăn chặn nó được đó, thì giống như cái người mà ngăn được cái trớn xe mà nó đang lao xuống dốc, đang lao xuống dốc. Cho nên cái nhiệm vụ của cái người mà tu tập như là cái người mà điều khiển chiếc xe của mình và mình làm chủ lấy nó, thì nó tốt hơn là để cho nó làm chủ và nó theo cái quán tính tự nhiên của nó, thì nó không tốt, và như vậy thì nó sẽ lao xuống dốc. Cũng như vậy với cái tâm của mình mà để cho các cái pháp bất thiện nó sanh khởi thường xuyên, nó tiềm ẩn với cái khía, với cái hình tướng này hay hoặc là cái hình thái nọ đó, thì thật sự ra thì nó là một trong những cái trạng thái tốt của pháp bất thiện. Vì vậy với một cái người mà nhìn tâm của mình, tức là mình quán chiếu với nhìn tâm của mình, thì luôn luôn là đó là một cái trạng thái quán chiếu trực diện, gọi là quán chiếu nội tâm của mình bằng với cái phương pháp chánh niệm trong đời sống hàng ngày, thì luôn luôn có cái sự lợi ích. Trong đời sống hàng ngày họ luôn luôn có cái sự quân tập cho chính họ, họ luôn luôn có được sự an lạc nhờ chánh niệm. Và đặc biệt là khi mà chánh niệm được phát triển một cách mạnh mẽ thì cái trí tuệ mình cũng có thể là phát sanh, rồi để mà mình nhận biết rõ nhiều khía cạnh ở trong cái đời sống nội tâm của mình. Thì con xin có cái ý để chia sẻ qua cái câu hỏi mà thượng tọa Giác Đản vừa nghe, kính thượng tọa trả lời. Sao thú cái trình thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa có ở trước máy mà thượng tọa nghe được không? Nếu thượng tọa Pháp Tăng đang nghe được, xin thỉnh thì tôi quan nghĩ trả lời cho cô thảo luận số 3. Dạ. Thì đó rằng một số các vị thiền sư dạy rằng khi mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ thì dù là những trạng thái an lạc hay là trạng thái nhẹ nhàng, trạng thái mát mẻ, những trạng thái mà chúng ta gọi là tốt đó, thì cũng chỉ nên ghi nhận thôi, đừng cố gắng bám víu, đừng nghĩ là ô cái tâm mình thì lại tốt, mình phải giữ cái tâm hồi hoài. Cái tâm mình đã đang nhẹ nhàng, đang khinh an, phải giữ hoài. Và tất cả chỉ là đối tượng đi ghi nhận thôi, chứ không phải là đối tượng để bám víu. Điều đó có đúng không? Xin thỉnh ý kiến của thượng tọa Pháp đó. Alo. Dạ, cảm ơn quý vị. Thì chúng ta biết rằng cái sự tu tập của chúng ta nó trải qua cái giai đoạn từ giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, đạo nghi tịnh, đạo vị đạo tri tịnh, tri kiến. Thì hay là chúng ta gọi là những giác chi, hỷ giác chi, xả giác chi, định giác chi, trạch pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi. Thì những giác chi như vậy nó cũng sanh khởi, nhưng mà nó cũng là những cái chặng đường thôi. Giống như một cái câu chuyện thí dụ, giống như là một vị quan, một vị vua mà đi 7 trạm xe rồi đến cái chỗ đăng đàn để tế trời, tế quán đảnh vậy đó. Thì người ta hỏi phải đại vương đi chiếc xe này không, thì ông vua ông nói không phải. Mà cả 7 chiếc xe đều không phải hết. Mà 7 chiếc xe đó là cái 7 cái trạm xe để đi đến cái đài đăng quang. Thì cũng giống như vậy, mình tu tập đó thì dù là những cái trạng thái nào đó, nói nhẹ nhàng hay là khinh an giác chi hay sợi chi, thì nó cũng chỉ là những cái giai đoạn thôi. Và mình không có bám víu vào đó. Vì nếu mình bám víu vào đó, mình giữ nó hoài đó, thì mình không có tiến bộ. Ở trong kinh Đức Phật ngày thường dạy là cái khúc gỗ đó nó tấp bờ bên này hoặc là tấp bờ bên kia, hoặc là bị nước nó xoáy mắc cạn, thì nó cũng giống như vậy. Khi mình tu tập mình không có vượt qua đó thì nó có thể là mắc cạn hoặc là nó bị nước xoáy
Nước sấy có nghĩa là giữ lại chỗ. Tại vì khi mà mình không thấy được thời gian vô thường, cái sanh mạng của mình theo hơi thở bám víu vào đó, thì mình chỉ sanh về những cái cõi, nếu mà đạt chứng thiền thì mình cũng sanh về những cõi thiền thôi, chứ chưa phải là mình đắc đạo quả. Vì nếu mà đắc đạo quả thì mình phải quán thấy được tất cả các pháp hữu vi này do suy tư tác thành. Do suy tư, làm suy tư trên cái đề mục nó thành tựu. Thì tất cả những cái pháp gì do suy tư tác thành đều là vô thường, khổ, vô ngã. Nó là do suy tư, do cái tâm mình đạt được cái trạng thái đó, nó mang lại những cái lạc trú đó thôi, chứ nó không phải là cái mục đích. Nó chỉ là đoạn giảm, nó chỉ là hiện tại lạc trú chứ không phải là đoạn giảm. Hiện tại lạc trú là mình an trú vào được những cái trạng thái gần như là định, nhưng mà nó chỉ là hiện tại lạc trú chứ không phải là đoạn giảm. Đoạn giảm có ý nghĩa là cắt đứt những phiền não, không còn phiền não nữa. Những phiền não nó được cắt đứt từ từ. Như vậy thì cái người tu tập đó, đối với người tu tập thiền quán đó, phải đó là đoạn giảm hay là đó là hiện tại trú. Nếu mà đạt được các cái trạng thái định, nó cũng chỉ là hiện tại lạc trú thôi, chứ nó cũng không phải là đoạn giảm. Thì như vậy nên Đức Phật ngày dạy một cái người tu tập tứ niệm xứ đó, dù là cái tâm có những cái khinh an nhẹ nhàng, mình gọi là khinh an giác chi hoặc là hỷ giác chi, tịnh giác chi đó, thì những cái điều đó cũng chỉ là những cái giai đoạn vì trải qua, khi trải qua đầy đủ như vậy đó. Và vì đó khi mà trải qua như vậy thì gọi là không bám víu. Còn khi mình bám víu vào đó đó thì mình không có trải qua được. Như vậy thì một cái người tu tập đó, nó giống như một cái con đường, một có một cái mục đích, và trên con đường đó có những cái ngôi làng, có những chỗ nghỉ ngủ ăn uống, có những ao hồ, có những khu vườn khả ái. Nhưng mà người đó đó không nên nghỉ lại ở cái dọc đường đó, mà phải đến cái chỗ an lạc tuyệt đối, đó là niết bàn. Chứ còn nếu người đã dừng lại nửa đường hoặc là 1/3 đường để ghé vào những cái tiệm, những cái nhà nghỉ hoặc là những cái chỗ, những khu vườn, những cái chỗ mà khả ái khả hỷ đó, thì mình gọi là mắc cạn, mắc lại, không có vượt qua được, không có thể nào đến được cái mục đích cứu cánh phạm hạnh là cái sự giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Như vậy thì Đức Phật ngày dạy, ngày biết một cái người tu tập, dù là có sự tu tập giới tịnh là cái giới trong sạch thanh tịnh, thì tâm tịnh là nó đạt được cái trạng thái của những cái thiền chứng, thì dù là như vậy, nhưng mà đối với Đức Phật thì ngày dạy phải trải qua tất cả. Khi mà trải qua tất cả như vậy đó, vì nó mới cắt đứt tất cả, không có dính mắc. Bởi vì mình dính mắc là mình đứng lại, mình ôm ấp, mình gìn giữ rồi thì dính mắc. Còn cái vị đó trải qua tất cả là nghĩa là phải trải qua cái đó, là vượt qua tất cả, cũng giống như cắt đứt những cái điều đó có, nhưng vị đó cũng vượt qua luôn chứ không có để dính mắc. Thì ở trong cái câu thảo luận số 3 đó thì con xin chia sẻ như vậy. Một cái người tu tập thực sự đó thì một cái người tu tập thực sự, họ giữ được các cái tu tập đó, các cái trạng thái do cái hiện tại tu nó mang lại. Bởi vì thường thường chúng ta biết rằng một cái người tu nó có cái nhất tâm, nó có hỷ, có lạc, có xả, có định, có nhất tâm, có những cái trạng thái như vậy. Nhưng mà người đó cũng phải trải qua tất cả, trải qua tất cả để đạt được cái sự giác ngộ giải thoát. Mà từ chúng ta thấy rằng từ cái dù là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tăng, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát, thì phải trải qua hết những cái giai đoạn như vậy. Thì con xin chia sẻ cái câu thảo luận số 3 là như vậy. Bây giờ thì con xin gửi cái mic lại cho thằng đó. Sa thú kính thưa thầy Phật tử, thưa tòa pháp, xin thưa tòa pháp đăng, thưa tòa pháp thân, thưa tòa có mặt ở trước máy không? Nếu thưa tòa pháp thân nghe được kính thỉnh, thưa tòa hoan hỷ trở lại với câu thảo luận số 4. Một lần nữa xin được hỏi thưa tòa pháp thân, thưa tòa có còn ở trước máy và nghe được không? Dạ, thưa tòa pháp thân, chúng ta học về A Tỳ Đàm thì một bộ phận lớn của A Tỳ Đàm đó là phân tích về tâm, và hôm nay chúng ta nói về tâm mối niệm xứ. Thì theo ý của thừa tòa, ý kiến thừa tòa pháp tân đó là sự phân tích về tâm theo A Tỳ Đàm có giúp gì cho hành giả quán tâm, hay là nó quá vĩ mô, nó quá ly chi,
nó quá nhỏ nhìm trong từng sát na, chúng ta không thể áp dụng ở đây được, mà ở đây là câu chuyện khác. Xin kính thưa Thượng tọa Quang Hỷ trở lại. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính chào đại chúng trong rừng. Theo con nghĩ là mình học về về A Tỳ Đàm thì có nghĩa là ở trong A Tỳ Đàm thì được phân tích nhiều cái dạng tâm, nhiều cái loại tâm. Tâm bất thiện, tâm thiện, rồi tâm vô nhân, tất cả các cái loại tâm. Thì con nghĩ rằng với một cái người sở dĩ mà mình nói là mình học thì mình học là nhiều cái loại tâm, phân tích chi ly nhiều thứ. Rồi là khi mà mình quán tâm thì con nghĩ trên phương diện pháp hành á, thì với những tứ niệm xứ thì không phải lúc đó là mình lại phân tích ra nhiều cái loại tâm. Ngay lúc đó không phải là mình phải phân tích ra nhiều cái loại tâm. Sở dĩ mình học, theo con nghĩ là sở dĩ mình học A Tỳ Đàm để phân tích ra nhiều cái loại tâm, nhiều cái trạng thái tâm như vậy đó, là để cho mình phân biệt được những cái loại tâm này như thế này, loại tâm kia như thế kia. Để chi? Mình biết là biết chung một cách chi tiết cũng như là cái tổng quát như vậy. Nhưng mà đối với một cái gì mà tu tập thiền quán thì con nghĩ rằng làm sao để mình ghi nhận cái tâm của mình, làm sao để mình biết cái tâm của mình nó đang hiện khởi như vậy. Bởi vì dù gì đi nữa thì dù là niệm thân hay là niệm thọ, niệm tâm hay là niệm pháp, thì con nghĩ rằng cái pháp, cái gọi là chánh niệm, cái sự niệm, nó là một cái yếu tố quan trọng. Yếu tố quan trọng là một trong những cái pháp mà giúp cho một cái vị hành giả có thể quán chiếu hay là có thể là soi thấu với những chính cái nội tại của mình. Nội tại của mình. Cho nên lúc mà mình nhìn thì nhìn cái tâm bằng với cái sự chánh niệm, thì mình làm sao lúc bấy giờ đó là không có phân tích mà chỉ là biết được cái tâm nó đang diễn biến như vậy. Đang diễn biến như vậy. Bởi vì nếu mà mình phân tích thì e rằng cái niệm của mình, con nghĩ rằng nó không còn được vững chắc nữa. Mà bây giờ nó là không phải là một cái sự chánh niệm, cái sự ghi nhận nè. Mà con nghĩ rằng lúc đó là cái việc mà mình, nhiệm vụ chính của cái người tu tập thiền quán hay là tu tập tứ niệm xứ, thì cái việc mà ghi nhận biết rõ như vậy thì cái điều đó hết sức là quan trọng. Chứ không có đem ra mà phân tích này, tâm này là tâm bất thiện là có tham sân si gì đó, hay gọi là tâm này là tâm vô nhân, nhãn thức, nhĩ thức gì, ví dụ vậy. Quả bất thiện, quả thiện hay là quả hay là tâm này là tâm thiện dục giới hay tâm thiện sắc giới hay vô sắc giới, không có đem ra đây nữa. Mà con nghĩ rằng làm sao để cái chuyện mà mình biết cái tâm mình đang diễn biến, cái tâm mình đang có như vậy, thì cái điều đó hết sức là quan trọng. Cho nên là khi mà niệm là một trong những cái yếu tố, cái pháp mà để giúp quý vị hành giả sôi thấu, sôi chiếu, quán chiếu, để mà nhìn cái tâm của mình. Để một lúc nào đó thì mình nhìn ở đâu với cái sự vật nào, sự việc nào, nhìn ở đâu với cái nội tâm của mình, thì mình biết được như vậy. Mình biết được như vậy để mà mình không có tham chấp, hay là không có đắm chấp, mà luôn luôn có cái sự ghi nhận để thấy được cái tính chất biến đổi của nó, cái tính chất biến đổi của nó, cái tính chất vô thường, tính chất vô ngã của nó. Thì như vậy là cái nhiệm vụ của một cái
cái vị hành giả. Cho nên con nghĩ rằng A Tỳ Đàm thì đó là một phương pháp để hỗ trợ cho cái việc hành giả tu tập vị thiện tứ niệm xứ. Nhưng mà giữa và học và hành thì hai cái này nó là hỗ trợ cho nhau, nhưng mà giữa học và hành thì con nghĩ rằng cái việc hành là đi vào trong những cái thực tại mà mình lúc bấy giờ là không có, theo con nghĩ là mình không có phân tích mà hay là nhìn nhận bằng nhiều cái khía cạnh góc độ vì sao thế này hay thế nọ, mà bấy giờ là cái tâm nào nó đang diễn lên, nó đang có mặt thì mình biết được cái tâm của mình đang như vậy là cái trạng thái của sự chánh niệm. Khi mà mình có chánh niệm như vậy thì con nghĩ rằng sẽ dễ dàng cho cái việc tu tập cho mình trên phương diện hành thiện, trên phương diện hành thiện. Dù sao đi nữa thì A Tỳ Đàm cũng là một trong những cái cách để vị hành giả học hiểu và hỗ trợ cho cái việc thực hành pháp. Nhưng mà khi mà thực hành thì rõ ràng là một giai đoạn để mà trực diện với chính cái diễn biến của thân và tâm của mình. Thì cái đó là qua cái chánh niệm của mình, qua cái niệm của mình mà bây giờ nó trở thành chánh niệm ấy, thì nó mới có thể soi thấu được, mới có thể thấy rõ được, và đến một lúc đó thì nó trở thành tuệ của mình, để mà mình thấy được cái bản chất vốn là trong danh và sắc, thân và tâm của mình nó vốn là vô thường, nó biến đổi, nó vốn là không có cái tự ngã tự chủ ở trong mà nó để chi, để từ đó mà có thể dẹp bớt những cái ngã chấp của mình, dẹp bớt những cái tham ái của chính mình, mà mình nhìn những cái sự diễn biến trong hiện tại, luôn luôn giữ cái chánh niệm của mình, đó là điều cần thiết. Thì con xin có cái ý để chia sẻ qua câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu, có điều gì chưa đủ thì có kính thỉnh thượng tọa bổ túc thêm. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú kính trình thượng tọa pháp tịnh, xin được trở lại với thượng tọa pháp đăng. Thượng tọa pháp đăng có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu thượng tọa pháp đăng nghe được kính thỉnh thượng tọa trả lời cho cô thảo luận số 5. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa pháp đăng, thượng tọa có nghe được không? Dạ. Thượng tọa pháp đăng, đây là một điều mà có nhiều người phân vân là cái tâm của chúng sanh hay tâm của mình với người khác nó có giống nhau không? Giống nhau trong cách sanh diệt, giống nhau trong cách mà bị tiêm nhiễm bởi cảnh, giống nhau trong cái cách năng dương sở dương, hay là tâm của mỗi người mỗi khác. Và bài học về tâm có thể áp dụng với người này, không áp dụng với người kia được. Thì theo thượng tọa, tâm của chúng sanh có giống nhau ở phương diện nào và khác nhau ở phương diện nào, kính thưa thượng tọa? Hello. Hello. Thì nếu mà nói trên phương diện tâm thì giống nhau trên phương diện biết cảnh, giống nhau trên phương diện đồng sanh đồng diệt với các cái danh quẩn, đồng lương một căn, đồng biết một cảnh. Ví dụ nói rằng tâm chúng sanh có một cái chức năng là biết cảnh, dù là tâm nào đi cũng chỉ biết cảnh thôi quý vị. Nhưng mà thường thường thì Đức Phật Ngài đã trình bày đầy đủ, nếu mà chúng ta hiểu biết đúng thì không có ngoài, không có gì ở dư sót. Ví dụ những gì mắt mà biết được thì gọi là tâm nhãn thức. Tất cả mọi người đều nhìn thấy và đều biết, nhưng mà có cái sự mà tiếp nhận thì mỗi người có cái cách khác khác nhau. Nhưng mà cái biết nhìn thấy những cái cảnh khác nhau. Ví dụ mình nhìn thấy núi non thì ai cũng nhìn thấy núi non, nhưng mà họ có thể nghĩ cái núi non ở bên Mỹ, bên Pháp, bên Đức, núi non ở Huế, ở miền Trung, ở Nghệ An hay là nào đó, do họ đã từng biết rồi đó. Thì chính cái tưởng, cái gọi là cái sắc tưởng, nó sẽ làm cho chúng ta nhớ lại những cái gì mà chúng ta đã từng thấy rồi. Rồi nếu mà chúng ta nói rằng tâm nhị thức á, nó biết một phương diện là biết cảnh thinh,
các thứ tiếng, dù thứ tiếng nào thì lỗ tai cũng nghe. Đối phương diện này thì con người và con thú cũng giống nhau. Nhưng mà khi mà tiếp nhận thì có một người khác nhau. Có cái sự khác nhau chỗ là, thí dụ người nam mà nghe tiếng người nữ thì mình ưa thích. Nhưng mà người nữ nghe tiếng người nữ thì họ cũng ưa thích, nhưng mà nó có khác biệt, có thể là nhiều khi không ưa thích. Nên Đức Phật Ngài mới nói rằng ta không thấy một cảnh thinh nào khác chinh phục lòng người nữ bằng cái cảnh thinh người nam. Và ta cũng không thấy cái cảnh thinh nào chinh phục lòng người nam bằng người nữ. Thì Đức Phật Ngài nói như vậy vì cái đối tượng đó thường là do dính mắc tham ái. Nên khi mà nghe cảnh thinh đó, thì cái sự khác biệt như vậy. Rồi cảnh khí là hơi mùi, tâm biết cái hơi mùi đó, mùi thơm, mùi thúi. Ví dụ chúng ta tới một cái kinh thị nghè thì mỗi người cũng nghe cái mùi thúi hết. Nhưng mà có thể là người ta phân biệt mùi thúi đó do cái từng ngửi từ trước ở đâu đó, ở trong cái trí ức của họ, họ nhớ lại. Thì họ cho cái mùi thúi đó, nó ít hoặc là nhiều, hoặc là nó khó chịu hoặc dễ chịu. Thì đó là cái sự phân biệt. Rồi miệng nếm cảnh vị, ví dụ mình nếm cảnh vị thì muối á, thì tất cả mọi người đều biết mặn hết. Nhưng mà họ có thể nói mặn ở muối ở biển Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa hay là ở vùng này vùng kia, nước biển mặn hơn, muối mặn hơn, thì họ có thể nói với cái cách do cái tiếp nhận của họ từ trước, họ có thể tiếp nhận rồi suy luận cách như vậy. Như vậy thì tâm biết cảnh pháp, có nghĩa là cảnh pháp là cái cảnh mà mọi chúng sanh cũng biết giống như vậy. Nhưng mà thường thường thì Đức Phật là bậc thiên nhân chi đạo sư, Ngài biết được các cái giác quan nó có sự khai biệt, sai biệt. Mắt thì có cảnh sắc, tai có cảnh thinh, mũi có cảnh khí, miệng có cảnh vị, thân có cảnh xúc, ý có cảnh pháp. Thì mỗi cái khác nhau là Đức Phật Ngài nói rằng mắt thì không có nghe được, mắt thì không có ngửi được, mắt thì không có nếm được. Mà chỉ mắt chỉ có thấy thôi, miệng thì mới có nếm, mũi thì mới ngửi, thân thì mới xúc chạm, nói cho nó rõ ràng như vậy. Thì Đức Phật thì phân biệt cho rõ ràng như vậy. Như vậy thì trên phương diện tâm của chúng sanh, mắt cảnh, tâm chỉ biết cảnh thôi, không có gì ngoài khác. Nhưng mà cái cảnh đó do cái tưởng điên đảo, do cái tâm điên đảo, do cái kiến điên đảo. Thí dụ chúng ta thấy một người mà thấy cái tượng Phật, là người Phật tử, họ thấy cái tượng Phật thì những họ hoan hỷ. Nhưng một người ngoại đạo họ thấy cái tượng Phật thì họ thấy khó chịu. Nhưng ngược lại cái tượng Thánh A-la hoặc là Chúa Giê-xu thì họ thấy dễ chịu. Thì chính là cũng là cái tượng Phật thôi. Nhưng mà đối với người này thì thấy dễ chịu, đối với người kia khó chịu. Do cái tín ngưỡng, do cái tôn giáo, do cái sự gần gũi, tiếp xúc của họ, mà họ thấy cái này dễ chịu thì khó chịu. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng trên phương diện thì thiện và bất thiện, ví dụ tâm biết cảnh và cả sở hữu đồng sanh. Chính chỗ cái sở hữu đồng sanh này đó, thì có những sở hữu tịnh hảo, mình gọi là phúc hành. Có những sở hữu phi phúc hành là bất thiện. Thì những cái sở hữu đó nó sanh lên, nó làm việc phân biệt tín ngưỡng, rồi kỳ thị tôn giáo, nó phân ra như vậy. Chính là những cái sở hữu ganh tị, tật đố, tham, tà kiến, bỏ xẹt, những cái sở hữu bất thiện, hôn trầm, thị miên, trảo hối, hoài nghi, nó chen lẫn vào trong tâm, nó làm cho tâm nó không có trong sạch. Như vậy thì chính sở hữu nó có phúc hành và phi phúc hành. Nên chính vì mình nhìn cảnh thì ai cũng thấy, nhưng mà cảnh đó để cho người đó khó chịu, tâm sân, cái người đó thích thú, tâm tham, cái người đã si mê, không biết, không có nhận thấu rõ ràng thì tâm si. Thì chính vì vấn đề đó nên nhìn vào cảnh thì thấy cảnh, nhiều có người không có tham gọi là vô tham, rồi có vô sân là không có nóng nảy, vô si là không có mê mờ. Nhưng mà rồi những cái sở hữu tịnh hạ bất thiện đó, nó có là phi phúc hành đó, thì nó làm cho cái tâm trở thành bất thiện. Mà cái phúc hành nó sanh khởi với cái sự thấy sao đó đó, với cái người đó thì cái tâm thiện sanh khởi. Thì như vậy đối với bậc thánh nhìn thì không có phiền não, thấy cũng vẫn làm bằng ngài, không có khởi lên phiền não tham sân si. Còn kẻ phàm phu thì có người tu tập thì họ hạn chế được tham sân si do cả thấy nghe ngửi niệm đụng. Còn kẻ phàm phu thì tham sân si nó cứ tăng tiến mãi mãi, nó cứ tăng tiến theo thời gian, nó không có giảm thiểu là như vậy.
Thì ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin chia sẻ như vậy. Nếu cái gì cần nói thêm thì thỉnh Thượng Tọa. Bây giờ thì con xin gửi mic cho Thượng Tọa. Đặc biệt có thiền tập pháp đăng trở lại ở thiền tập đăng, nhưng thiền tọa đang có mặt trước bái xin thỉnh thưa. Xin lỗi quý Phật tử, quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Quý Phật tử và dạ, chúng tôi vừa mới bị gián đoạn đường truyền. Thì tôi pháp đăng, thì tôi quan hỷ trở lại. Một câu nữa là phải chăng mình quán tâm khó hơn quán thân? Và nếu phải thì tại sao? Và nếu không phải thì tại sao? Kính thỉnh thì tôi. Một lần nữa xin được hỏi thì tòa pháp đăng này, thì tòa có nghe không? Thì tòa pháp đăng đã rời rung rồi. Nếu thì tòa pháp đăng nghe được, xin thỉnh thì tòa pháp đăng hoan hỷ trả lời với một câu hỏi sau cùng. Một lần nữa xin được hỏi thì tòa pháp đăng, thì tòa có ở trước máy không? Thưa thì có lẽ là thì tòa pháp đăng không có mặt ở trước máy. Chúng tôi xin được dành thời giờ còn lại để chia sẻ một số điều liên quan đến niệm tâm. Ở trong Kinh Pháp Cú, thưa quý vị, có một số câu Phật ngôn, và những câu Phật ngôn đó đặc biệt nhắc cho chúng ta về trạng thái của nội tâm. Thí dụ như là câu kinh đi xa vời, cô độc, vô hình ẩn hang sâu, ai điều phục tâm ấy, tử thần không bắt được. Tâm tư của chúng ta, thưa quý vị, nó đi mông lung, mông mênh. Nếu chúng ta sống và để ý một chút thì thấy tâm của chúng ta nó rất là hoang dại, nó chụp cái này, nó truyền cái kia, nó nằm ở trong những cái hang hốc, những nơi mà rất là sâu kín, rất là khó hiểu. Ai điều phục tâm ấy, tử thần không bắt được. Được một người mà điều phục được tâm là đạt đến cảnh giới bất tử, cảnh giới niết bàn. Đức Phật Ngài cũng dạy là tâm nó sanh khởi theo các cái thói quen. Tâm hoảng hốt dao động, khó hộ trì, khó nhiếp. Người trí làm tâm thật, như thợ rèn làm tên. Ở đây, ý Phật dạy rằng tâm của chúng ta nó muốn cong queo, nó muốn không có chánh trực, nó vốn không có ngay thẳng, nó cách khác là nó không có đàng hoàng. Một cái người sống đàng hoàng thì mình biết, mà người không đàng hoàng họ có những cái lắc léo, họ có những cái cong queo mà ở đó mình không biết được. Thì cái người mà sống mà phải hiểu rằng cái tâm thường là nó dao động, khó hộ trì, khó giúp phục.
bậc trí làm cho tâm được chánh trực, làm cho tâm được ngay thẳng, như là thở làm tinh. Như cá quăng lên bờ, vớt ra ngoài thủy giới, tâm này vùng vẫy mạnh, hải đoàn, thế lực ma. Khi mà mình tu tập là mình chọn sống ngược lại với thói quen của mình. Thói quen của mình là thích nói chuyện, thích coi internet. Thói quen của mình là thích lăng xăng điều này điều kia. Nhưng mà khi mình ngồi xuống ngồi thiền đó, thì tâm được đặt ở trong một cái môi trường khác, và lúc đó nó vùng vẫy mạnh. Chúng ta phải hiểu nó tự nhiên, như con cá mà vất ra ngoài thủy giới, tức là thủy giới tức là trong nước, mà ngoài thủy giới là quăng lưới khô. Mình thấy quăng lưới khô thì nó vùng vẫy, tại vì nó không quen. Con cá nó không quen sống ngoài thủy giới. Thì tâm cũng vậy, khi tâm mà bắt đầu tu tập thì mình phải hiểu là nó luôn luôn dao động mạnh, và hành giả phải thấy được điều đó, phải chuẩn bị cho cái trạng thái lý đó. Khó nắm giữ khinh động theo các dục quay cuồng, lành thai điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Khó nắm giữ manh động, tức là tâm thì khó nắm bắt lắm, theo các dục quay cuồng là luôn luôn chạy theo những điều mà mình thích, mình muốn. Lành thai điều phục tâm, lành thai điều phục tâm, ví dụ như là hôm nay thay vì mình đi đâu đó mình nhậu nhẹt, đi casino, mình đi vô chùa, ngồi lắng lặng để tu tập thiền định chẳng hạn, tâm điều an lạc đến. Một đối tâm mà có điều phục thì an lạc đến. Ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tình tính bị rúng động, trí tuệ không viên thành. Ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tình tính bị rúng động, trí tuệ không viên thành. Có nghĩa là tâm không được an lạc ở trong đề mục niệm, tâm không được an trú trong chánh pháp, và không biết được chân diệu pháp. Chân diệu pháp ở đây ví dụ như là những cái tướng về vô thường, biết là vô thường, khổ não biết là khổ não, vô ngã là biết là vô ngã. Và ai mà biết được trạng thái đó gọi là biết chân diệu pháp. Tình tính bị rúng động là cái niềm tin của mình bị dao động. Niềm tin dao động, trí tuệ không viên thành, và cái trí tuệ đó nó bị mê mờ, không có sắc bén được. Tâm không đầy tràn dục, tâm không hận câu phá, đoạn tuyệt mọi thiện ác, cả tỉnh không sợ hãi. Ở đây thì Đức Phật Ngài giải về một trạng thái tâm vừa vượt ra ngoài cái không thích và cái không thích. Chỉ đoạn tuyệt mọi thiện ác ở đây tức là chỉ cho tâm không bị A-la-hán. Vì A-la-hán không có nằm ở trong cái thế giới đối đãi của thiện và bất thiện. Cả tỉnh không sợ hãi, cái cả tỉnh là vì giác ngộ, bằng giác ngộ không có sợ hãi. Cả tỉnh đó phải là tỉnh thức bình thường của mình. Và cái tỉnh ở đây hiểu là các bậc A-la-hán. Biết thân như đồ gốm, trú tâm như thành trì, chống ma với gương trí, giữ chiến thắng không tham. Biết thân như đồ gốm tức là vị nào mà thường xài những cái đồ bằng đất nung thì biết nó mỏng mạnh lắm, nó khác với đồ gỗ kim loại. Và gỗ kim loại rất không sao, nhưng mà cái thân của chúng ta rất là mỏng manh. Cái thân này là mỏng manh. Và chẳng những vậy mà cái tâm mình phải trụ tâm như thành trì, tức là mình phải giữ cái tâm của mình hơn là mình lo cái thân của mình. Và chống ma với cương trí, cái khí giới mà chúng ta đối đầu với ma vương và phiền não là trí tuệ, giữ chiến thắng ly tham. Và giữ chiến thắng ly tham chỉ cho vị A-la-hán tự chế được tâm mình. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị bất bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Rồi tất cả chúng ta hoặc sớm hoặc muộn thì cái tâm thức không có trên thân này. Thân này khi mà không có tâm thức thì nó là một xác chết, nó là một thi hài. Và cái thi hài đó nó bị vứt bỏ, dù ta chôn đi, ta thiêu đi, nhưng mà thực sự nó vô dụng. Không ai muốn làm gì với cái xác chết của mình hết. Cái xác chết người ta chỉ muốn tốn tán cho nó nhanh thôi. Rồi bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Đối với Đức Phật thì nhận rõ rằng kẻ thù hại mình và quan gia hại mình, coi vậy mình nó không có hại bằng cái tâm mình hướng tà. Tâm mình mà hướng tà vậy thì
mình sẽ gánh lấy hậu quả của đau khổ gấp trăm gấp ngàn lần cái thù hại mình được. Thật ra điều đó là cái điều mà người tu tập phải ý thức. Điều mẹ cha và bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được, làm được tốt đẹp hơn. Ý muốn nói rằng cái khả năng mà hướng tâm vào nẻo chánh, cha mẹ không làm được, bà con không làm được, mà chỉ có tự mình mới làm chính mình. Đây là một khía cạnh khác của nội tâm. Có gì vì có nhiều khi mình phó thác, mình nói ô con người mình tốt xấu là do cha mẹ, nhưng mà kỳ thực là không ai có thể làm cho mình tốt đẹp hơn là cái tâm mình hướng vào nẻo chánh. Thưa quý vị, chúng tôi đọc một số câu trong kinh Pháp Cú, trong kinh Pháp Cú Phẩm Tông, và ở trong những bài kinh này một lần nữa nhắc cho chúng ta thấy được là thời Đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài dạy rất nhiều, không phải chỉ trong kinh Pháp Cú mà rải rác đó đây trong các bài kinh. Cũng như quý vị nào đã theo dõi giáo trình Tăng Chi Bộ Trường Bộ Kinh và bây giờ giáo trình Trung Trung Bộ Kinh, thì Đức Phật Ngài dạy nhiều về tâm. Và người Phật tử, người con Phật thì cần có một cái trình độ hiểu biết về đời sống nội tâm của mình. Và cái phương pháp quan tâm ở đây nó chỉ là một ở trong số các phương pháp được Đức Phật dạy. Và cái quan tâm có đặc biệt đó, là cái khả năng tỉnh táo, nhận diện, ghi nhận được trạng thái của tâm. Đơn thuần là như vậy. Dạ, chỉ ghi nhận thôi. Còn dạ, quý vị qua nghỉ trời chúng tôi một chút xíu. Thượng tọa Pháp Đăng nghe. Không biết Thượng tọa Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Thượng tọa có nghe được không? Nếu Thượng tọa Pháp Đăng đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh Thượng tọa nói cho vài lời. Tại vì có công việc cần phải giải quyết chút xíu. Một lần nữa xin được hỏi Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa có mặt ở trước máy và có nghe được không? Quý vị qua nghỉ chờ chúng tôi một chút xíu nha. Dạ, quý vị chờ chúng tôi một chút. Alo. Alo. Thì còn lại 13 phút mà chúng tôi xin điền thuyết thì việc gọi giúp đảng đi bằng công việc của gì. Thì cũng như chúng tôi nói gì đó về phần tâm đó, thì nó có những cái sở hữu đồng sanh. Tâm thì nó có chức năng biết cảnh thôi, nhưng mà sở hữu đồng sanh thì trong đó có những sở hữu bất thiện như là si, vô tàm, vô quý, phóng dật, tham, tà kiến, ngã mạn, sân, tật, lận, hối, ôn trầm, thiện miên, hoài nghi. Nên nhiều khi chúng ta nghe Đức Phật Ngài nói về một đống bất thiện của tâm đó, là năm triền cái. Thì trong đó có hôn trầm, thị miên cái là hai sở hữu hôn thùy. Trạo hối cái là sở hữu trạo hối. Rồi sân độc cái là hai cái bốn sở hữu sân, tật, lận, hối. Rồi tà kiến hay là mình gọi là tham dục cái thì chính là cái hữu tham, hợp trong tám tâm tham. Như vậy thì cái hôn thủy cái, trạo hối cái, tham dục cái, sân độc cái, những cái trạo hối cái đó, thì đó là những cái tâm sở
những cái thuộc tính của hành quẩn bất thiện. Thì khi mà chúng ta tu tập đó thì chúng ta phải làm cho cái phi phúc hành này, đó là những cái tâm bất thiện, những cái sở hữu bất thiện, nó sẽ được bào mòn với cái thời gian chánh niệm tỉnh giác. Khi mà chúng ta chánh niệm tỉnh giác á, từng sát na đó, thì từng những cái tâm thiện, đó là tính niệm tàm quý, vô tham, vô sân, hành xả, tình thân, tình tâm, kinh thân, kinh tâm, vô thân, vô tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm, sanh khởi trong tâm thiện, dục giới hợp trí, làm việc pha quá na là tu tiến. Như vậy thì khi mà chúng ta chánh niệm á, thì cái tâm sở niệm và tính niệm đó, tàm quý nó sanh khởi. Và từng sát na như vậy đó, thì chúng ta tu tập như vậy đó, thì chúng ta đã bào mòn cái tâm bất thiện và bào mòn những cái phiền não, cho đến khi nào đó những cái phiền não này được cái tâm đạo cắt đứt, mình gọi là đạo sát trừ đó, tâm đạo sát trừ cái phiền não đó, không còn phiền não nữa, thì lúc bây giờ đó, tâm chúng ta đã hoàn toàn thanh tịnh, cái tâm đó nó đã diệt trừ những phiền não, mình gọi là phiền não niết bàn. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng là biết cảnh, những cái tâm nhận thức dù là phàm vô hay là bậc thánh vẫn bị cảnh sắc. Tâm nhị thức là biết cảnh thinh, thì tâm phàm vô hay bậc thánh vẫn có cái tâm nhị thức để biết cảnh thinh. Bậc thánh hay phàm vô vẫn có tâm tỷ thức để biết cảnh khí là hơi mùi. Phàm vô hay bậc thánh vẫn có cái tâm thiệt thức biết cảnh vị. Phàm vô hay bậc thánh vẫn có tâm thân thức biết cảnh xúc. Như vậy, nhưng mà ngược lại đó thì vì phàm phu á, chúng ta còn những cái sở hữu bất thiện, như là những cái sở hữu mà chúng tôi nói đó, si vô tạm vô quý phóng dật nè. Si là mình mê mờ, vô tạm là không có hổ thẹn, vô quý là không ghê sợ, phóng dật là mình quên đi bản thân của mình, và mình đã làm những cái việc tham hay tà kiến. Chính cái tham đó nó thúc đẩy thân mình sắc, thân mình tà dâm, hoặc là thân mình trộm cắp, thân mình sát sanh, mình sân, hoặc là chúng ta điều khiển cái miệng chúng ta nói những lời nói ác, đâm thọc, tiêu chệt, chậm dí vô ích. Thì chính sở hữu bất thiện đó là mình bực bội khó chịu đó, thì sân tật đó, là mình nói ra những cái lời nói mà ganh tị tật đố, lận đó là mình keo kiết bọn sẹn, hối là mình đã không làm những cái việc thiện, mình làm việc ác. Thì chính sở hữu hối nó nhớ lại như vậy. Như vậy khi mà chúng ta tu tập á, thì chúng ta phải chánh niệm tỉnh giác liên tục, đó là muốn nói đến tâm thiện, để thấy được cái tâm thiện hay tâm bất thiện. Thường thường thì Đức Phật thì vẫn nói tâm của chúng ta đó, nó có thiện, trợ thiện bằng cảnh duyên, do cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp mà tâm nó sanh lên, trước đó là tâm thiện, nhưng mà trợ cho tâm bất thiện sanh khởi. Thí dụ như chúng ta bố thí, chúng ta nghĩ rằng kiếp mình sanh làm người phụ nữ đẹp, có uy quyền thế lực, mình hưởng thụ những dục lạc đó. Như vậy thì hiện tại mình làm thiện, nhưng mà lại câu sanh cho cái tâm bất thiện. Rồi hiện tại là bất thiện, nhưng mà bất thiện trợ thiện bằng cảnh duyên. Ví dụ mình khởi lên cái tâm bất thiện, nhưng mình thấy vua chúa chặt tay chặt chân những người trộm cắp, những người tà dâm, mình nghĩ về mình sợ quá, mình không dám nghĩ điều bất thiện nữa. Do mắt mình thấy và tâm mình có cái tâm bất thiện khởi lên như vậy. Như vậy thì bất thiện trợ thiện cũng có, mà thiện trợ bất thiện cũng có. Vô ký trợ thiện cũng có, vô ký trợ bất thiện cũng có. Thì những cái tâm á, được Đức Phật kể biết, những cái tâm ngũ song tức là những cái tâm vô ký, nhưng mà nó sẽ trợ cho bất thiện hoặc là thiện sanh khởi, do cái người đó có chánh niệm tỉnh giác hay là thức niệm. Khi mình có chánh niệm tỉnh giác á, thì mình có những cái sở hữu tịnh hảo, đó là tính niệm tàm quỷ, vô tham, vô sân, hành xả. Còn khi mà mình thất niệm nó có si vô tàm vô quỷ phóng dật, thì lúc bây giờ mình có những cái pháp, có những cái sở hữu bất thiện, mình gọi là những cái pháp bất thiện sanh khởi trong cái tâm của mình, nó làm cho ưu uế, tâm nó bẩn nhơ, tâm nó ô nhiễm. Như vậy thì chúng ta hiểu được một cái người tu tập đó là trải qua những cái giai đoạn mà tu tập tâm á, tâm hỗn quá, tâm hốt hoảng dao động, khó nắm, khó kìm giữ,
nghị trí giữ tâm thẳng như thợ tên làm tên. Nói như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người trí, muốn nói người trí là người có chánh niệm. Tại vì trí ở đây là cái nhân của vô si, là nhân trí tuệ, nhân vô tham, vô sân là của thiện. Chính vì cái người thiện hay người trí được Đức Phật nói đến do ba cái nhân thiện ở trong cái sự tịnh hảo tốt đẹp. Như vậy thì chúng ta là người tu tập đó, thì chúng ta cố gắng giữ tâm mình có chánh niệm tỉnh giác, đồng nghĩa với cái tâm mình có thiện tâm, để biết được cái thiện tâm hay là cái bất thiện tâm nó mới vừa sanh vừa diệt. Mình giữ được vậy liên tục đó thì gọi là người đã kiên trì tu tập, có sự kiên trì, kiên trì tu tập như vậy đó. Một cái sự kiên trì tu tập như vậy đó, đó là một cái sự cọ xét, cọ sát ở trên cái đề mục quán niệm về tâm, và chúng ta có thể có khả năng để chập thủng được vô minh, chứng đắc đạo quả. Như vậy thì theo cái bài học niệm tâm á, thì Đức Phật ngày dạy tâm là biết cảnh, nhưng mà những cái sở hữu, có sở hữu bất thiện và sở hữu thiện. Vì chính sở hữu thiện và bất thiện nên mình gọi là tâm thiện và tâm bất thiện. Chứ thật sự ra đó thì phúc hạnh á, thức á, có một chức năng là biết cảnh thôi. Và cái sở hữu tâm nó có 52 sở hữu. Và tưởng sở hữu tưởng là tưởng quẩn, sở hữu thọ là thọ quẩn. Còn 50 sở hữu kia là hành quẩn. Thì nó có phi phúc hành là 14 sở hữu bất thiện. Như vậy thì phân chia với cái Phật Phật tuệ, với cái giác tuệ của Đức Phật á, thì không còn cái gì dư sót. Và chính Đức Phật người thuyết giảng là muốn trình bày cái sự tu tập và của người trí là giữ cái tâm mình thanh tịnh, là cái tâm mình có chánh niệm tỉnh giác, có được cái, những cái thuộc tính, của niệm, của tàm, của quý, của vô thả, của tình thân, tình tâm, của khinh thân, định tâm, của nhu thân, nhu tâm, của thích thân, thích tâm, của thuần thân, thuần tâm, của chánh thân, chánh tâm. Thì những cái sự tịnh hảo này đó được gọi là những cái tịnh pháp, những cái pháp tốt đẹp, những cái pháp không có lỗi lầm, những cái pháp sáng suốt, những cái pháp cho ra quả vui nếu mình còn luân hồi sanh được cõi trời người. Cái pháp này mang đến cái sự chứng đắc đạo quả. Thì nói như vậy á, thì chúng ta thấy rằng niệm tâm á, vì Đức Phật ngài biết tâm á, là luôn luôn biết cảnh, nên thường thường chúng ta thấy ở trong cái giáo lý tập nhiễm duyên á, gọi là cái nhân hiện tại nối với cái quả hiện tại nối với cái nhân hiện tại, là từ những cái quả nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, triệt thức chúng ta đó, nối với cái nhân hiện tại đó là tham, là tà kiến, là những cái phiền não. Chính vì những điều đó nên gọi là nhân hiện tại. Và nhân hiện tại như vậy nó đưa đến cái quả tương lai, đưa đến cái sự luân hồi trong tương lai, dẫn dắt đến sự tái sanh. Chính vì như vậy nên Đức Phật nói rằng tâm là một cái thành là nghiệp, và thức là những cái thức đi tái sanh, nghiệp là những cái hành động. Sanh vào một cái gia đình danh gia vọng tộc, hoặc là gia đình sắc đế lỵ, hay là gia đình chiên đà la, hay là những cái giai cấp thủ đà la, những cái gia đình, những cái con người mà nghèo đói xấu xí, nô lệ bán thân, gia đình mà nghèo khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nhà không có. Thì chính những điều đó được Đức Phật ngài nói rằng đó là những cái nghiệp thức, những cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện tạo cái thức đi tái sanh. Và mỗi chúng sanh á, phải chịu cái nghiệp của mình. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là chỗ nương tựa, nghiệp là tài sản, nghiệp dẫn dắt chúng sanh đến chỗ cao sang hay hạ liệt. Và chính những cái điều liệt đó, ví dụ chúng ta thấy tâm á, mà mình làm việc bố thí vật thực á, mình cho sức lực, bố thí y phục để cho sắc đẹp, bố thí ghe thuyền cho sự an vui, bố thí đèn đuốc thì cho mắt sáng. Những người nam nữ bố thí vật vừa lòng, được vật vừa lòng, vì Đức Phật nói rằng đó là cái nhân của thiện pháp, nó cho ra cái quả thiện để tái sanh trong cái cảnh giới an vui. Mỗi người có cái mắt sáng, đời sống họ có sắc da đẹp đẽ, có màu da trong sáng.
Nên trong cái bài kinh chung của để dành có nói rằng là người màu da trong sáng, giọng nói đẹp lòng người, dung mạo nhìn dễ mến, có phong cách đoan trang, người quyền quý cao sang, bậc vương triều tông chủ, bậc chuyển lưng thánh chúa, bậc thiên vương cõi trời. Tất cả quả lành này do công đức đã tạo. Những hạnh phúc trần gian cùng thiên lạc cõi trời, tất cả quả lành này do công đức đã tạo. Người có được bạn lành đầy đủ chánh tư niệm, đạt chánh trí giải thoát, tất cả quả lành này do công đức đã tạo. Những công đức mang lại, những công đức đó là những cái phúc hành, những cái tâm thiện, những cái tâm mà mình gọi là khôn ngoan. Người khôn ngoan đem của ra trong khi đó vẫn bị lửa vô thường thiêu đốt, mạng sống và sanh mạng của mình vẫn bị thiêu đốt hàng giờ hàng ngày, mình sẽ chết đi từng giờ từng phút. Nhưng cái người khôn ngoan là cái người bố thí, làm những cái thiện nghiệp, đem cái tài sản đó đến cái kiếp sau được. Còn người ngu si thì họ ôm ấp cái tài sản, nhưng mà khi tắt hơi thở rồi đó, thì họ phải tái sanh vào súc sanh, vì họ ưa thích vàng bạc châu báu. Họ sanh làm chuột, làm chó, làm rắn, làm những cái loài dữ của. Cái tài sản của họ cột trói họ vào trong cái cảnh giới khổ đau. Còn cái người khôn ngoan dùng cái tài sản đó giống như một cái cầu để lên thiên giới, để lên cõi trời, bỏ lại cái cảnh nhân loại khổ đau hay là cái cảnh súc sanh đọa đày, họ bước lên cái cảnh giới chư thiên phàm thiên. Thì Đức Phật nói rằng cái thiện nghiệp là giống như là cái chiếc cầu thang đưa một con người sanh lên cái cõi vui. Đối với người ngu si, họ không có làm những cái thiện nghiệp, họ tự giết cái tự ngã của họ, họ làm cho cái tự ngã khổ đau. Chết là từ bỏ tất cả, nên họ lành với cái tâm có chánh kiến, họ làm được những điều này. Thì bữa hôm nay chúng ta học về công việc, chúng tôi đã thấy đúng giờ. Các tín chỉ buổi học thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Đăng. Đại Bích Thai, dạ cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ Hương Nguyên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thượng lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bích Tha Gia Nhật Bình.